Chuyện kinh dị ma quỷ và ngải một trong những chuyện ma sợ nhất biên hòa trên diễn đàn VOZ tác giả Rin Rock một giọng đọc tả từ bí ẩn đầy điều Xin chào các bạn bây giờ ngồi viết lại câu chuyện này tôi thực sự vẫn chưa hết hoang mang cái chết của thằng bạn tôi cũng vừa được qua hai tháng. Thực tình mọi chuyện diễn ra quá nhanh và khiếp đảm Khiến tôi vẫn còn sốc đến tận ngày hôm nay Câu chuyện này liên quan tới chuyện bùa ngải Tôi chỉ là người kể lại Nên tốt nhất các bạn nên nhìn nhận theo chiều hướng của mình Bữa nay ngồi đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về cái chết của Đức Một người bạn cũ của tôi Tôi, Đức và Hoàng quen biết nhau trong một quán nét gần nhà Lúc ấy tôi mới học lớp 10 tại một trường phổ thông ở Biên Hòa Cả ba thằng cùng chung sở thích chơi game nên nói chuyện khá hợp cú với nhau Đức hơn tôi và Hoàng một tuổi Cao mét tám, tướng đô con Da lại ngăm ngăm, nhìn y như mai tay sơn vậy Ba tàng chúng tôi hồi ấy chưa thân lắm Đi đâu cũng kẻ kè có nhau Chỉ có điều Đức học hết lớp 8 thì nghỉ học Có lần tôi và Hoàng hỏi nguyên nhân Thì Đức cứ cười hi hi Bảo là tao bị người ta đánh cho nghỉ học Mãi sau này Nghe mấy đứa gần nhà Đức kể tôi mới biết nó ẩu đả với thằng bạn cùng trường chẳng may làm thằng kia té cầu thang chấn tương đầu nên bị kỷ luật trong ba thằng thì chỉ có tôi là nhỏ con nhất tướng tá lại thư sinh mỗi lần gặp chuyện với mấy thằng trong quán nét hoàng và đức đều là người đứng ra căn ngăn giùm tôi có lần vì tránh đòn giùm tôi mà đức bị thằng kia cứa miếng thủy tinh trúng mặt để lại cái sẹo một bên chán dài bốn năm cm rồi thời gian qua đi Năm 12 tôi đậu vào một trường cao đẳng ở Sài Gòn Hoàng cũng đậu đại học công nghiệp 4 Nên ba thằng ít gặp lại nhau Ở Sài Gòn được một thời gian Tôi và Hoàng có khá nhiều bạn mới Nên cũng quên bẵng luôn Đức Chỉ có vài lần tôi gọi điện thoại về hỏi thăm Mới biết Đức đã chuyển qua phụ làm mộc ở gần nhà rồi Bẵng đi một thời gian nữa Thì đợt nghỉ hè năm thứ hai vừa rồi Tôi về lại Biên Hòa Gặp Hoàng cũng đang nghỉ ở nhà Nên hai thằng đèo nhau bằng con diêm tàu Qua nhà kiếm thằng Đức qua tới nơi tôi thấy nhà Đức trống hoác Thằng Đức không biết đi đâu rồi Nên tôi và Hoàng chỉ gặp được mẹ nó Chúng tôi lân la hỏi chuyện một hồi Mới được mẹ nó kể cho nghe Về gia đình nó trong hai năm qua Cái ngày tôi và Hoàng lên Sài Gòn học Đức cũng xin đi phụ mộc Cho nhà bác Tư cùng xóm Làm được một năm Bỗng sức khỏe của Đức giảm đi rõ rệt Từ 80 cân Nó sụt xuống còn hơn 60 Chỉ trong hai tháng mặt mũi thì tranh sao tiều tụy Trong khi Đức vẫn ăn uống bình thường Đi khám không phát hiện ra bệnh gì Cuối năm đó Nó nặng nặng xin nghỉ ở chỗ làm mộc Về nhà nhờ mẹ nó chung vốn mở quán nét Để trông coi ở trước nhà Mẹ Đức thì vẫn bốc thuốc bổ cho nó uống đều Nên một năm trở lại đây Thì không thấy Đức sụt cân nào Mặt cũng bất xanh sao hẳn đi Mẹ nó bảo Thấy nó lạ lắm Cái hồi còn làm phụ mộc Đức với bác Tư thân thiết như bác cháu ruột ấy vậy mà từ hôm nằng nặc xin nghỉ làm nó chưa một lần nào ghé thăm bác tư hay hỏi thăm vài câu khi gặp ngoài đường cả mặc dù nhà bác tư mộc kia cũng chỉ cách nhà nó khoảng năm sáu căn nhà hỏi bác tư bác cũng bảo trước đó bác với nó không có xích mích gì trước ngày nó xin nghỉ thì bác tư và nó vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường lắm đến bốn tháng trước nó có xin qua thăm bác tư một lần mẹ đức kể hôm đó thấy nó trông vui vẻ lắm nhưng khi tầm chiều về Thì lại thấy mặt nó tái xanh đi như tổ lá chuối Cứ đờ đẫn ra Rồi đi thẳng vào trong phòng ngủ Không nói với ai tiếng nào Mẹ nó lo lắng lắm Gõ cửa phòng hỏi mãi Mà không thấy nó trả lời Đến chập tối Cả nhà bắt đầu ăn cơm Thì nó mò ra Nói chuyện với mọi người bình thường Nhưng tuyệt nhiên không nói có chuyện gì xảy ra bên nhà bác Tư Sau đợt ấy Nó bắt đầu sụt cân như hồi mới nghỉ làm Mặt mũi cũng xanh sao trông thấy Hồi 3 tháng trước Mẹ Đức cân thì thấy nó sụt còn 45 cân thôi Từ bữa đó Cứ đến chập tối Nó hay nói nhảm Miệng lầm bẩm nhiều câu rất khó hiểu Có lần còn thấy nó u ớ Gọi tên một cô gái nào Tên là Linh Ban ngày thì vẫn sinh hoạt bình thường Và hoàn toàn tỉnh táo Sau ngày nó bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím Tròn tròn loang lổ Mẹ nó mới gom tiền trong nhà Bán hết giảm máy tính Để chờ nó đi viện ra liễu Để thăm khám Chụp đủ kiểu từ ích quang cho đến trục cộng hưởng Nhưng cũng chả phát hiện được trong người nó có điều gì khác thường Mẹ nó bảo tầm trưa này chắc nó đang lang thang đâu đó trong xóm tôi Chắc chỉ một lúc nữa là đi về Thế nên tôi với Hoàng ngồi đợi Chừng hơn một tiếng sau thì mới thấy thằng Đức về Tướng nó gầy nhom như ma cây Suýt chút nữa tôi và Hoàng nhận không ra Đức Bạn bè lâu ngày không gặp Nên ba thằng ngồi huyên thuyên cả buổi trời Về chuyện học hành của tụi tôi rồi chuyện về bệnh của nó Đến chập tối Tự dưng thằng Đức bảo thấy mệt Rồi nằm vật ra Tôi và Hoàng giữ nó vào trong phòng nghỉ Hai thằng bấy giờ cứ sợ thằng Đức bị sốt Nên tính cởi áo nó ra Để lấy khăn ướt lau người cho nó Hai thằng thần như chết đứng Khi kéo áo thằng Đức lên Ngực nó dày chặt những vết bầm tím tròn tròn loang nổ bằng hai ngón tay Những lỗ chân lông ở đấy cứ nở rộng ra Lâu lâu lại dì ra chút máu đỏ bầm rồi thấm luôn vào áo của thằng Đức Bây giờ tôi và Hoàng mới thực sự Thấy lo cho sức khỏe của Đức Nên cứ loay hoay liên tục Mà không biết phải làm sao Một lúc sau thì mẹ Đức về Ờ không sao đâu Thằng Đức dạo này hay bị như vậy lắm Bữa giày bác cũng dắt nó đi khám khắp nơi rồi Mà nghe họ bảo là Da bị tụ máu độc thôi Chảy một lúc là thôi ấy mà Bác nói vậy nhưng tôi vẫn thấy lo lắm Tối về nhà không làm sao mà yên tâm ăn uống được dù sao nó cũng là thằng bạn trí cốt bao nhiêu năm Mở cái laptop lên Tôi bắt đầu xuất Google Và vào các diễn đàn để tìm thông tin về bệnh của Đức Có người bảo Đó là hiện tượng chảy máu chân lông Ruột không hấp thụ được dinh dưỡng Nhưng mà cái điều làm tôi đáng ngại nhất Cuối cùng thì cũng tới 11 giờ tối Sau khi tiếp đi cạnh laptop được một tiếng Tôi bừng tỉnh vì tiếng chó sủa ngoài cổng Lạ thật tệ Giờ này không biết thằng nào Còn đi phá làng phá xóm nữa rồi tôi chợt nhớ tới cái thời ba thằng còn tân thiết Lâu lâu cũng rình mò ban đêm Quậy phá rồi trọi đá chỗ đứa bạch dê Chó sủa nhà hàng xóm rồi inh ngỏi Mắt lim dim Tôi mở laptop lên Thấy có một tin nhắn offline ở Yahoo Chợt nhớ hồi tối Mình có để lại Yahoo liên lạc trên forum cho mọi người Nếu như ai biết gì về bệnh của Đức Thì liên lạc cho tôi Dòng offline xuất hiện Tôi không tin vào những gì mình đang đọc Có một ai đó đã gửi tin miêu tả rất chính xác bệnh tình của Đức Cả những chi tiết về bệnh của Đức mà tôi không kể trên diễn đàn Cũng được người này tả một cách kỹ lưỡng Em họ của anh vừa qua đời tháng trước Nó cũng giống như bạn em vậy Đây là chuyện khá rắc rối và liên quan tới buổi ngày đấy Nếu em muốn tìm cách chữa trị cho bạn em Thì phun cho anh theo số này Anh ở Sài Gòn Nếu được thì anh em mình hẹn nhau cà phê nói chuyện cho thoải mái Anh vừa mất đứa em Không muốn người khác phải chịu cảnh đau khổ ấy nữa nên rất sẵn lòng giúp đỡ em tôi hết sức băn khoăn đến cả bác sĩ cũng không tìm ra bệnh cho đức mà người này lại biết rất rõ còn nói là em của anh ta vừa mất tháng trước không rõ liệu bệnh của đức có còn kịp thời chữa trị đáng ngại nữa anh ta lại nói rằng nó liên quan tới bùa ngải một khái niệm mà tôi rất mơ hồ và nghĩ chỉ có trong phim truyện thôi hai giờ sáng mắt tôi vẫn trong trong liệu đức có làm sao không tính mạng nó còn cứu được nữa không chính nghe nhạc Windows player phát ngẫu nhiên một bài nhạc buồn tôi trột dạ tất quyết sẽ phải gặp người đàn ông kia để tìm cách cứu đức rồi tôi xuất google bắt đầu tìm hiểu về ngài liệu nó có thật không nào là dùng ngài giết người ngài độc hại người Vô vàn những từ khóa ngay rất rùng rợn hiện ra Nắm chìm vào những khái niệm về ngài Những cái chết rùng rợn Những mục đích bẩn thỉu mà ngài đem lại Tôi chật rùng mình Ngài có thật rất khủng khiếp Và nếu thực sự Đức bị dính cải Thì có lẽ cái chết tới không còn xa nữa đâu Tiếp đi lúc nào không hay Tôi cứ thế ngủ một mạch tới 7 giờ sáng Vẫn giữ cái nếp sống xa xỉ Tôi chạy vù ra ăn phở về hè Rồi chạy ra quán cà phê cóc gần nhà Ngồi nhâm nhi ly bạc xỉu nóng cho tỉnh táo Nhấc điện thoại lên tôi gọi cho Hoàng Mày đang làm gì đấy Ra quán cà phê cóc gần nhà tao đi Ngồi với tao Đang có chuyện muốn bản đây Thằng Hoàng chỉ ư một tiếng rồi cúp máy Hai phút sau đã thấy nó cưỡi con diêm tàu chạy vù vù tới Bà chú cho thêm một phê nóng đi Mày ngồi đi Tao có chuyện muốn bảo với mày đây Thằng Hoàng đặt đít xuống cái ghế gỗ đã mòn hết cả bốn chân Có vẻ như nó mới ngủ dậy một lúc mắt vẫn còn lim dim cái ngủ Mày kêu tao có việc gì đấy Tao cũng đang tính gọi mày đây Định rủ qua nhà thằng Đức Hôm qua thấy nó vậy tao lo quá Tính bảo má tao xếp đồ Tao qua nhà nó ở với nó mấy tuần Ừ tao thấy vậy cũng được đấy Với lấy ly cà phê đen của thằng Hoàng Tôi nhấp một ít cho đỡ đáng giọng à, Hôm qua có người nhắn cho tao đấy Bảo là biết cách chữa cho thằng Đức đấy rồi sao người ta nói sao để tao gọi cho anh ta đã rồi kể cho mày sau tôi rút điện thoại ra gọi cho người đã nhắn tin tiếng tút tút làm tôi khó chịu rồi đầu dây bên kia chưa có tiếng giọng ồm ồm nghe máy ai đây chào anh em là người hôm qua để lại nick yahoo trên forum ấy thế anh để lại tin nhắn nên em gọi em tên là long à anh là trần đây Thế bạn em sao rồi? Tóc bắt đầu rụng chưa? À, cảm ơn anh, bạn em vẫn yếu lắm Em thấy thì nó vẫn chưa bị rụng tóc anh ạ à. Ừ, vậy có lẽ còn cứu được đấy Chú ở Sài Gòn luôn chứ à, Dạ không, em học ở Sài Gòn Nhưng mà giờ mùa hè nên em về dưới biên hòa rồi đầu dưới bên kia bỗng im lặng một lúc Chỉ nghe thấy tiếng soàn xoạt như đang mở sách vở gì đấy Alo, anh Trần ạ, à? anh còn nó không? Ừ, anh đây nếu em lên Sài Gòn được ấy Thì anh em ta gặp nhau Nói chuyện sẽ tiện hơn đấy Dạ có vấn đề về Tôi nhìn quanh E rè muốn nhắc tới chữ ngải Mà anh ở quận mấy đấy Mai mốt em sẽ ghé Anh ở Tân Bình Anh là họa sĩ Nên thời gian khá linh động Lên thì cứ phone cho anh trước 10 giờ tối là được Mà tranh thủ lên sớm nhé Tình hình bạn em như vậy không nên để lâu đâu Bây giờ anh hơi bận một xíu khi nào em lên thì mình nói chuyện sau Dạ vâng, cảm ơn anh Làm phiền anh quá Có lẽ là mai em lên luôn Tôi cúp máy Và Tổng Hoàng ngồi cạnh bần thần ra Có lẽ nó nghe được từ ngày trong cuộc đối thoại của tôi Chuyện gì vậy Long Mày làm tao lo quá đấy Được rồi, tao sẽ kể cho mày nghe Nhưng tuyệt đối không được nói cho mẹ thằng Đức đâu Nghe chưa tôi bắt đầu kể lại tất cả những gì mình biết cho hoàng nghe cũng không ngạc nhiên lắm khi sắc mặt thằng hoàng tái nhật đi đôi khi tỏ ra sợ sệt tính nó liều nhưng đứng trước một thứ mơ hồ như ngày nó cũng phải lo sợ giống tôi thôi tao tính thế này mày cứ qua nhà thằng đức đi chuyện trò tâm sự cho nó đỡ buồn tao sẽ làm một chuyến lên sài gòn có lẽ là lát nữa tao đi luôn tao với mày không thể để thằng đức như vậy được ừ cứ như vậy đi hai thằng ngồi nhâm nhi nốt đi cà phê lặng lẽ ngắm nhìn buổi sáng ở biên hòa yên bình tạm quên đi cuộc sống ồn ào nơi giải thành mà chúng tôi không biết rằng đây sẽ là những thời gian vui vẻ nhất trong mấy tuần sắp tới tôi về nhà thay đồ mặc tên kéo khoác vào rồi sách con quay bắt đầu chuyến đi sài gòn để gặp anh trần Tôi chạy liên tục hai tiếng đồng hồ Mới tới tâm mình Rút điện thoại ra gọi cho anh Trần Nhưng mà không gọi được Anh đã khóa máy Nên tôi gửi một dòng tin nhắn Em lên Sài Gòn rồi Khi nào anh mở điện thoại thì phone em nhé May là tôi có đem theo chìa khóa phòng trọ Nên chạy xe về phòng trọ nằm nghỉ luôn Hơi mệt vì đi đường xa Nên tôi đánh luôn một giấc cho tới chiều muộn Đến khi tỉnh dậy Đã là 6 giờ tối Vẫn chưa thấy anh Trần gọi lại hay nhắn tin Gọi vào thì số anh Trần thì có một cô gái giọng ngọt ngào nghe máy. Alo, anh Trần ạ? À? Tôi bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Tôi rủ thầm. Hóa ra vẫn khoa máy. Nhưng có khi nào ông ấy cho mình vốn lừa không? Trời Sài Gòn hôm ấy âm mưu. Tôi mở laptop kiểm tra Yahoo xem anh Trần có để lại tin nhắn hay không. Pha ly cà phê nóng, tôi nhấm nháp miếng bánh mì mới mua trong khoảng thời gian chờ đợi anh. Đến 9 giờ tối thì điện thoại reo Là số anh Trần Alo anh Trần ạ à? Em lên Sài Gòn từ trưa rồi mà gọi cho anh không được Ừ xin lỗi em nhé Anh hay khóa máy để tránh bị làm phiền lúc sáng tác Dạ bây giờ anh có rảnh không Anh em mình ra quán cà phê nào đó ngồi nói chuyện đi Ok Vậy em chạy ra quán cà phê địa chỉ này nhé Tôi vội thay bộ quần áo Đem theo cho ba lô Sài Gòn về chiều mắt mè hẳn ra Chẳng mấy chốc mà tôi mò được tới chỗ hẹn Trước mặt là một anh chàng mảnh khảnh Mặt đượm vẻ u sầu Tóc dài cột sau đuôi Đúng với cái vẻ lãng tử của một họa sĩ Anh Trần phải không ạ? Ừ, Long à Lại bàn đằng kia ngồi đi Anh có đặt chỗ trước rồi Tôi đi theo anh Trần Tới một bàn ở trong góc quán cà phê Và cách khá xa với các bàn khác Có lẽ anh Trần không mong muốn Mọi người nghe được câu chuyện của tôi Và anh sẽ bàn sắp tới em muốn gì à, cho em một phê nóng ạ à. anh vẫy phục vụ bàn có vẻ anh là khách quen ở đây anh vẫn dùng trà như mọi khi chứ à, cho anh một phần như mọi khi đi với một phê nóng nữa nhé anh trần được phục vụ bước đi mới bắt đầu câu chuyện anh à, nói với em thế này chuyện anh sắp nói nó khá tế nhị và nhiều người không bao giờ tin đâu cũng giống như anh trước đây thôi trừ khi anh ngập ngừng mặt tỏ vẻ u sầu trừ khi họ vướng vào hoàn cảnh như anh em mình đó là cũng có người thân mắc ngải vâng mẹ bạn em cũng dắt nó đi nhiều bác sĩ bệnh viện khám rồi nhưng mà họ đều không phát hiện ra bệnh gì nên em cũng nghĩ có lẽ là giọng anh trần cũng trở nên cất cao tôi có thể cảm nhận thấy sự tiếc nuối về những điều đã qua ở trên mặt anh không phải có lẽ đâu nó chính là ngải đấy chỉ có thể là ngải thôi rồi anh dịu giọng anh có thằng em tên là trường nó được gửi lên sài gòn ở với gia đình anh từ bé vì bố mẹ ly thân và không có thèm mà chăm sóc nó anh thương mà coi nó như em ruột vậy mấy tháng trước ấy nó cũng bị giống như bạn của em gia đình anh cũng khá giả nên chữa chạy đủ đường đi đủ các bệnh viện nhưng họ đều lắc đầu trả về hết vậy sao anh biết đó là buồn ngải thì gia đình anh nghĩ tới giả thuyết đó rồi nên bảo anh dắt thằng trường đi kiếm thầy nhưng mà anh không chịu nhiều lần gia đình rước thầy về nhà anh đều gặp phăng đi rồi đuổi họ về bởi lẽ anh theo trường phái thực tế khoa học nên không tin vào những cái chuyện như vậy chỉ có cái lần này anh lại ngập ngừng không che được nỗi xúc động trong khoe mắt đã ướt ướt rồi chỉ có cái lần anh đuổi một bà thầy rất nổi tiếng Mà mẹ anh rước từ Bình Thuận lên Lúc bị đuổi ra cửa Bà ấy vẫn không tức giận gì Mà nói với vào một câu Mày có thương nó thì giao nó cho tao May ra tao kéo dài mạng sống cho nó được Còn mày cứ ngoan cố thế này Tình trạng này chỉ ba hôm nữa thôi Là nó chết Ngài ám nó nặng vong lắm rồi Anh Trần lắc đầu nhấp cụm trà mà phục vụ vừa mang ra Tạm kìm nén nỗi xúc động trong lòng lại Anh tránh nhìn thẳng vào mắt tôi Đưa tay vâng vê tách trà nóng rồi mới nói tiếp Bữa đấy thằng Trường vẫn khỏe lắm Sáng sáng nó vẫn tập thể dục với anh Ê thế mà ba hôm sau quả thật nó qua đời Lúc ấy anh mới biết là bà thầy băm kia nói đúng Hết đám muôn chín ngày Anh bắt đầu tìm hiểu về ngài anh muốn biết rõ tại sao thằng em anh nó lại chết Để anh kể cho chú nghe hết Vì những điều này Chú có tìm trên mạng hay hỏi ai thì cũng không biết được đâu Những thông tin này Là tâm huyết suốt cả tháng trời liên tục Theo đuổi ngải của anh đấy Anh phải nài nỉ lắm Bà băm ở Bình Thuận kia mới tiết lộ Rồi anh Trần kể cho tôi nghe rất nhiều Nhiều tới mức mà tôi cứ im lặng ngồi nghe anh nói Liên tục suốt hai tiếng đồng hồ Bây giờ khách trong quán đã về gần hết rồi Lãng đã chỉ còn vài đôi nhân tình ngồi với nhau ở trong góc tối Đó tôi choáng váng với những thông tin vừa tiếp nhận được Đôi lúc còn lôi quyển vở trong ba lô ra Viết lại những chi tiết mà tôi cho là quan trọng Cái không khí vắng vẻ của quán cà phê ban đêm Cộng với những gì anh Trần kể Làm tôi liên tục nổi ra gà xương sống lâu lâu lại lạnh bút vì hoảng loạn Rồi anh Trần rút trong bóp ra một tờ giấy nhỏ Nhăn nheo và có vẻ khá cũ kỹ đưa cho tôi Em cầm lấy cái này Đây là địa chỉ cái bà đó Bà thầy này không xài điện thoại Với nhà cũng khá sâu trong hẻm Nên em tranh thủ đi giúp bà ta về Cứ nói là anh Trần giới thiệu Là bà ta sẽ giúp em Anh thì chỉ giúp được tới đây Một phần vì anh cũng khá bận rộn Một phần vì tất cả những gì anh biết Đều nói cho em hết rồi Chúc em cứu được tính mạng của thằng bạn em Dạ vâng Em cảm ơn anh rất nhiều Em và bạn em rất mang ơn anh Ấy không phải ơn nghĩa gì đâu Anh chỉ không muốn có người chết vì cái ngải nữa thôi Chết vì ngải nó đau khổ lắm Vong hồn cũng sẽ không được siêu thoát đâu Tiền cà phê anh trả Bây giờ anh có việc phải về trước rồi Em có duyên ấy, thì anh và mình sẽ gặp lại Rồi anh Trần bước về trước Tôi đi sau Mà ngoái nhìn theo dáng người mảnh hành của anh Khi bước lên chiếc mô tô Anh nói với về phía tôi À không cần phải giải thích gì nhiều cho bà ấy đâu cứ bảo với bà là ngải miến điện là được Tôi chạy xe về vòng trọ Lòng vẫn thấp thỏm lo Tối Sài Gòn hôm nay yên đáng quá Chỉ vài cơn gió nhỏ tốc vào mặt tôi Cũng đủ làm cho tôi lạnh óc rồi Cái ý nghĩ về Đức Về thằng bạn chí cốt đã bị buồn ngải hành hạ hai tháng qua Làm tôi rung rấm nước mắt Tôi coi nó như anh em ruột Đôi khi cái tình bằng hữu Cũng đáng quý như ruột thịt Những con người không cùng huyết thống không chung máu mủ nhưng sát cánh bên nhau biết bao năm trời không tính toán gì tình nghĩa ấy mấy ai mà có được sáng hôm sau tôi hẹn giờ dậy sớm để về lại biên hòa phải nhanh chóng đem đức đi tìm cái bà băm đó may ra tôi có thể cứu được nó phải tranh thủ trong tháng ngày còn lại cái xe lạnh buổi sáng làm tôi run lên người dạo rực khi nghĩ đến việc có thể cứu được đức về tới nơi tôi thấy hoàng đang lau người cho đức Nhìn nó có vẻ tiều tụy hơn hôm qua nhiều Hai hôm mắt sâu ấm vào Mặt xanh sao như vừa nôn tất cả mọi thứ thức ăn trong bụng ra Mày về rồi đấy à? Sao rồi? Tôi kéo Hoàng ra mé nhà Tránh để cho ai nghe thấy câu chuyện Tao hỏi được rồi Nó bị ếm ngải đấy Chắc cũng bị lâu rồi Người ta cho tao cái địa chỉ của cái bà thầy băm này Bảo tới đó bà thầy có thể cứu được thằng Đức đấy Vậy bà băm ở đâu? Bà ở Bình Thuận lận nó bị nặng lắm rồi Tao sợ sau đó giúp bà về đây thì lâu quá Bèo cũng phải mất mấy ngày Nên đang tính xin phép bắt cái Rồi chờ thằng Đức đi luôn Mày thấy sao Thằng Hoàng trầm ngâm một lúc Hai chàng mày nhíu lại có vẻ suy nghĩ Hay là lấy con Camry cũ của bố tao đi Thời gian này ông cũng không đi đâu cả Để tao gọi về hỏi mượn ông mấy ngày Thằng Hoàng rút điện thoại Thuyết phục bố nó một lúc Thì mới được Được rồi Ông cho tao mượn độ khoảng 3-4 ngày để tao thuyết phục bác cái cho thằng Đức đi À tao có chuyện này muốn kể cho mày nghe Ừ kể đi Thằng Hoàng lại nhăn mặt Cái tật xấu của nó Mỗi lần có gì khó nói là như vậy Nhìn rất khó coi Mày có nhớ bác cái kể Chiều chiều hay nghe thằng Đức nói sảng không Và gọi tên ai đó tên là Linh ấy Có rồi sao nữa Mày tìm ra ai rồi à Ừ Chiều qua thằng Đức tỉnh táo được một lúc Nó kể cho tao nghe về người đó đấy đó là cháu bác tư mới dưới tây nguyên xuống chơi vài bữa nay nó bảo bữa con bé đó xuống ở nhà bác tư ấy, ngày thứ nhất thì nó có gặp qua rồi bác tư bảo con bé đó thích thằng đức lắm cơ mà thằng đức không chịu chiều đó nó nói chuyện với con bé đang nói chuyện thì thấy đầu óc choáng váng mặt mũi xây sầm lại không hiểu sao nó thích sợ nên xin thôi làm luôn thế là hôm qua ta mới rất trên mạng có lẽ là mày nói luôn đi Tao nghĩ chắc nó bị bỏ ngải tình rồi Lúc sau này đứa đỡ ấy Nó có qua nhà bác tư một lần nữa Hình như cũng gặp con Linh tiếp hay sao ấy Tôi thực sự băn khoăn Có lẽ thằng Đức bị bỏ ngải thật Thằng Đức không chịu con bé này Chắc là như vậy Nên nó mới tức mà mới bỏ ngải Đến chập tối Tôi và Hoàng soạn xong đồ dùng cho ba ngày đường tiếp theo Chất đến cúp sau con Camry của bố Hoàng Bác cái cũng đồng ý cho tôi và Hoàng đưa Đức đi chữa trị Nhưng mà tuyệt nhiên không nói gì đến chuyện buồn ngại cả Chỉ bảo là đem đi thời lang nổi tiếng Tình hình của Đức có nói cho bác cái nghe qua Thì cũng chẳng giải quyết được gì Đèn đường vừa xuống Tôi và Hoàng bắt đầu chuyến đi xa Gió trời hưu hưu Làm sọc khí mát vào trong xe Nhà Hoàng có xe hơi Nên nó biết lái từ rất sớm Tôi thì chỉ biết lái xe máy Nên vừa lái xe đành hoàn toàn giao hết cho Hoàng Tôi ngồi sau Giữ cho Đức nằm thoải mái Nó thì vẫn mê man ngủ Chỉ lâu lâu tôi gọi nó dậy Để ăn uống và lau người Lạ là người nó cứ lạnh đi Chứ chẳng hề bị sốt chút nào Đường thì xấu Thằng Hoàng lái cũng chưa quá vững tay Nên chiếc cam đi của chúng tôi đi không nhanh lắm Cũng nhằm tránh sóc Để khiến Đức thức giấc Sau một lúc Tôi cũng gật cù Thì ngủ quên mất đi Phải đến tầm 11 giờ Hoàng dừng xe lại ở điểm tiếp sắp Bình Thuận Tôi mới thức dậy Nó cũng buồn ngủ lắm rồi Và đường đi thì nó cũng chỉ biết tới đây Ôi, Tao chịu rồi Mình đi vội quá nên không để ý giờ giấc gì Giờ này thì làm sao mà hỏi đường được tới chỗ bà băm đó Tao buồn ngủ lắm rồi Ừ Hay mày dáng chạy chút xíu nữa đi Kiếm cái nhà dân nào xin chú tạm vậy Sáng mai tính sau vậy Tôi nhìn quanh Con đường heo hút chống trải đến lạnh người Hai bên đường là rừng cây bạt ngàn Tôi tự hỏi Không biết thế này thì kiếm nhà dân kiểu gì Thôi Để tao dáng chạy thêm chút xíu vậy Biết đâu có nhà dân gần đây Hoàng nổ máy xe Tiếp tục tiến sâu vào con đường bạt ngàn cây cối hai bên Sự thất vọng thật sự Bao lấy hai chúng tôi Lâu lâu trong bìa rừng vang lên tiếng sói chu Nho nhỏ làm tôi lạnh trong lưng Đúng thật Cảnh rừng hoang núi độc có thể khiến cho người ta mất đi lòng dũng cảm cũng như tinh thần của mình Xe chạy băng băng được 30 phút Tiểu Hoàng bỗng dừng xe lại Này Về trước có người kìa Lái xe tải trường cũ hay sao ấy Ừ Để tao lại hỏi xem sao Tôi tiến lại gần Một người đàn ông chạc ngoài 30 Đang ngồi bên lề đường Cạnh chiếc xe tải Chú ơi Cho cháu hỏi thăm tí Sao nhóc Lạc đường à Dạ tụi cháu đang tính đi Đức Linh Mà khuya quá rồi Đang tính kiếm nhà dân để xin ngủ nhờ À Bán kính quanh đây không có nhà dân nào đâu Tao chở gỗ khu này thuộc đường lắm Bữa nay xe hỏng Nên tao phải ở đây đợi Sáng mai may ra mới có xe kéo về Tôi ngoái đầu nhìn lại chiếc xe tải Dùng mình nghĩ thấy đầu xe móp vào nắp bét Thôi thì tụi mày đánh xe lại gần đây đi Nhóm lửa canh cho nhau mà ngủ Sáng mai tao chỉ đường cho mà đi Dạ để cháu hỏi ý kiến thầm bạn cháu Tôi đi lại rồi hơi băn khoăn một chút làm sao ông này lại biết được tôi đi với bạn Mà gọi tụi mày Trong khi xe chúng tôi đỗ khá xa Nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng quên đi Vì nhìn kỹ lại Và mỗi ông ấy nhìn cũng tử tế Và chất phác lắm Hoàng Lão đằng kia rủ mình lại nhắm lửa Ngủ hết đêm nay kìa Ở gần đây không có nhà dân nào đâu Chắc đành phải thế thôi Chứ tao ngồi trong xe Nghe tiếng sói chu thì sợ lắm Ờ à, tao cũng thấy thế Nãy giờ ngồi đợi bên đây ý. Ta còn thấy như có con gì trong bụi cây kìa, kìa Ta còn thấy như có cái con gì nó trong bụi cây Nó đang nhòm mình ý Hoàng đánh xe lại Đỗ cạnh chiếc xe tải bóp đầu Hai thằng chúng tôi cũng chẳng tắc mắc gì Vì sao chiếc xe rung gió như thế Đêm mà có người kinh nghiệm đi rừng ở cạnh Thì tụi tôi cũng thấy bớt đi phần nào sợ hãi Tôi, Hoàng và Lão Cặm cụi nhóm đống lửa bên đường Bây giờ đã khoảng tầm 12 giờ đêm Vậy thế mà trời vẫn tối thui Trăng hoàn toàn bị mây đen che khuất đi Không lọt nổi một vài ánh trăng xuống đất Đức vẫn nằm ngủ trong xe Người nó cũng ấm dần lại Lâu lâu cũng tỉnh dậy nói chuyện với chúng tôi vài câu Rồi lại tham mệt và nằm ngủ tiếp Ngồi quanh đống lửa bên đường Tôi và Hoàng chăm chú nghe những câu chuyện đi rừng rùng rợn mà lão kia kể Đến nỗi quên cả hỏi thiên lão Hồi ấy, tao đi làm rừng ở khu này gặp nhiều cái chuyện quái đản lắm thằng nào thích ý, thì cứ ngủ trước đi còn không ấy thì ngồi đây nghe tao kể chuyện đi rừng cho mà nghe lão say sơ kể từ những chuyện người ta mất tích trong khu làm rừng đến những chuyện ma mà lão từng chứng kiến hai thằng không khỏi rùng mình bởi lẽ cái cảnh rừng heo hút lâu lâu lại chu lên vài tiếng chó rừng cộng thêm lời kể đầy kinh nghiệm của lão đủ làm cho những người gan dạ nhất cũng phải nhụt trí Đấy Đi rừng nó nguy hiểm thế đấy Tụi mày dáng chạy tiếp đi Không kiếm được nhà dân mà ngủ trong xe Không biết đường nhóm lửa lên thế này Thì có cửa kính tu hoang cũng tông vỡ mà kiếm mồi Lão dừng kể chuyện Rút trong túi ra bao thuốc lá Châm lên hút phì phò Thằng nào làm một điếu cho tỉnh người không À dạ thôi ạ Mà bác này Bác có biết gì về ngải không Cháu nghe nói dân rừng núi thế này hay chưa ngải lắm Ngải thì à Ngải thì tao không biết lão dừng lại giết điếu thuốc mà mấy chuyện đấy thì có thật đấy nhá tao cũng nghe nhiều người nói rồi thú thật với bác là thằng bạn cháu nó bị bỏ ngải tụi cháu đang lão chèm vào nói tụi mày kiếm bà băm bình thuận chứ gì dạ chúng cháu đúng là tính kiếm bà đấy nhưng mà cái người giới thiệu bà cho tụi cháu ấy thì lại không biết tên bà chỉ biết bà tự xưng là bà băm bình thuận thôi rồi tôi thò tay vào túi lấy ra mẫu giấy mà anh Trần đưa. Dạ đây ạ, à, anh kia có cho cháu tên xã chỗ bà băm đó. Tôi khỏi, bà đấy thì tao biết rồi. Sáng mai tụi mày cứ thế mà đi, thế này, thế này, đảm bảo khoảng hai tiếng nữa là tới chỗ bà. Mày qua, tụi cháu chỉ sợ không kiếm được bà thôi. Mà tụi mày đi xe chậm thôi nhá, cúp quanh phía trước ấy, có cây đổ ngang đường đấy, mờ sáng mà đi, không cần tận là tay đạn chết không kịp ngáp đâu. Tôi ngồi canh cho Hoàng chập mắt Còn mình thì khi nào lên xe sẽ ngủ sau Lão cũng chợp mắt bên cạnh xe tải Tôi ngồi đấy lắng nghe những tiếng động của núi rừng Trời về đêm lạnh lẽo đến đáng sợ Thế rồi không hiểu sao Tôi ngủ tiếp đi lúc nào không hay Phải đến gần 4 giờ sáng Gió lạnh vùng núi luôn sau gáy Tôi mới tỉnh giấc Cả chiếc xe tải lẫn lão già ấy đều biến mất Dập mình tôi chạy về chỗ xe của Hoàng Nó cũng vừa thức giấc Kiểm tra lại cũng không thấy mất gì nên tôi nghĩ chắc có xe tời sửa lưu động tới nên lão đi rồi hai thằng này bắt đầu đánh xe chạy theo hướng lão chỉ lão già ấy con người ấy có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được lão lão là một bí ẩn chúng tôi tiếp tục lên đường được một đoạn thì bắt gặp một cây đổ chắn gần hết đường ngay khúc quẹo đúng như lời lão nói quả thật khúc cua này rất cấp nếu không nhờ lời lão dặn Có khi chúng tôi đã gặp tai nạn rồi cũng nên Hai thằng nhìn nhau cười ngao ngán Mém chút nữa thì Mai ba đứa tôi lại lên mặt báo giao thông Phải khó khăn lắm Chúng tôi mới lách xe qua được chỗ cây đổ Và có làm một biển báo Trước khúc cua cho mọi người biết Chiếc Camry vẫn băng băng Theo hướng lão chỉ Radio điện thoại tôi đã tắt được khá lâu Sau khi nghe bản tin sáng Hoàng có vẻ khá phấn khởi với những gì mà lão nói. Nó thấy vui. Đức có vẻ khỏe hơn một chút. Chỉ có tôi vẫn chưa cảm thấy vui đâu. Có một điều mà tôi chưa nói cho Hoàng nghe, chuyện về lão và bản tin buổi sáng. Hoàng này, mày nhớ chiếc xe tải của lão hôm qua không? Nhớ chứ sao không? Tao Mày nhớ chiếc xe trông thế nào không? Thì có, tao thấy cái đầu xe của lão nắp bét, vỡ cả kính cơ mà. Thế tại sao lão không bị làm sao cả buộc vết sức cũng không Sao lão biết phía trước có cây đổ Thôi mày hỏi tập nham quá Có cái gì đâu mà Nhưng mà sáng nay Tao nghe tin thời sự radio Người ta bảo tối hôm qua Có một chiếc xe tải bị cây lớn đổ đè lên Người tài xế thiệt mạng rồi Tao thấy người ta tả là Giống lão dài lắm Rồi sáng nay lão còn biến mất Chỗ xe tải mấy tấn lão đậu Vết xe chẳng có cái gì tao e là giọng tôi run lên không giấu được nỗi lo sợ chả lẽ người mà khuya hôm qua chúng tôi gặp lại là ma nhưng mà lão gặp tai nạn từ tối hôm qua thì khuya hôm qua làm sao mà giúp được tụi tôi cái ý nghĩ việc mình ở cả đêm với một người không biết là ma hay là thật làm tôi sờn cái ông dẫu sao thì tôi cũng sẽ không bao giờ quên lão và những gì lão nói ê thôi thôi dẹp đi dù sao cũng có ai bị làm sao đâu Bây giờ ấy, ta với mày ưu tiên lo cứu thằng Đức đã Không có thiểu thời gian cho mấy chuyện tào lao đâu Hoàng ngăn giọng Nó vốn là người gan dạ Ít tìm vào mấy chuyện ma quỷ như tôi Tôi và Hoàng lại bắt đầu chuyến đi Tôi ngồi sau Nhìn thằng Đức lâu lâu kêu lên đau đớn Mà rớm nước mắt vì thương nó Bây giờ đối với tôi và Hoàng Nó như anh em ruột thịt rồi Nó như cánh tay cái chân của chúng tôi Nó đau chúng tôi cũng không chịu nổi Phải gần hai tiếng lái xe liên tục chúng tôi mới tới được bản dân tộc nơi lão chỉ nếu đúng theo lời lão nói thì đây là bản của người trăm tôi nóng ruột nhấc điện thoại gọi về cho anh trần nhiều lần nhưng đều không được số anh lại khóa máy ở đây núi rừng đường thì khó đi chúng tôi phải hỏi thăm rất nhiều chỉ có một vài người biết tới bà băm bình thuận thôi hoàng đỗ xe ở tút ngoài bản vì đường lên đây nhà bà băm thì rất xấu xe chúng tôi không thể nào đi tiếp được thằng hoàng cũng mệt lử đi vì phải chạy xe để hình xấu Mày cõng thằng Đức nhá, Long nhá Qua giờ nó cứ mê man đi Có tỉnh cũng không đi nổi đâu Có gì lát tao khỏe tao cõng tiếp Không sao, mày xếp bình đồ đi Để tao cõng nó luôn Trời bắt đầu nắng lên Thằng Đức sụt chỉ còn hơi 40 cân Nhưng cũng đủ khiến cho tôi vã mồ hôi Đường đi bộ lên nhà bà Băm Thì toàn sỏi và đá lớn Khiến cho chân tôi và Hoàng đều chảy sức sơm sớm máu Phải đến giữa trưa chúng tôi mới tìm ra ngôi nhà của bà Băm. Nó biệt lập với tất cả những bản, những khu dân cư xung quanh. Nhà bà ta chỉ là một căn nhà gỗ nằm phía gần bìa rừng Bình Thuận. Tôi tiến lại, gõ cửa và gọi lớn. Và đến một lúc sau, một người phụ nữ tầm 50 tuổi mới bước ra. Và bà ta toàn những nếp nhăn và nhìn có vẻ khắc khổ. Nhìn thằng Đức nằm bật trên vai tôi, bà gắt. Chúng mày kiếm tao, chữa ngải chứ gì? Bà ta không đợi chúng tôi nói gì đã ra sức đuổi về Ta không nhận chức ngài đâu Sống chết có số rồi Nếu thằng đó còn muốn sống ấy, Thì ngài sẽ rũ bỏ mà kiếm vòng khác thôi Rồi bà ta đóng sầm cửa lại Không đợi chúng tôi nói bất cứ từ nào Tôi và Hoàng đứng đó Chân người ra vì bất ngờ Bao nhiêu hy vọng việc Đức sẽ được cứu Bao nhiêu công sức chúng tôi vượt đèo núi Để tới nơi này Chỉ đổi lại bằng một câu nói Tao không cứu của bà ta ư này giờ sao Hoàng Ta với mày không thể để phí công sức đến đây được Tình trạng thằng Đức thế này Không biết nó chịu được bao lâu nữa Tôi chợt nhớ tới anh Trần liền gõ cửa gọi lớn Bà ơi cháu là bạn anh Trần đây Anh ấy nói bà giúp tụi cháu được Cửa mở ra Bà băm không còn các cổng nữa Bạn thằng Trần à Nó khỏe không Tụi mày là thế nào với nó Dạ anh Trần vẫn khỏe anh kêu chỉ có bác mới giúp được tụi cháu tôi. Vậy thì vào nhà đi Tao pha cho ấm nước mà uống Tôi và Hoàng bước vào Căn nhà toát lên vẻ ấm cúng lạ thường Như có cả một đại gia đình sống ở trong đây Tôi nhìn lên tường Phía trong góc treo một tấm tranh chân dung Một bà băm bên đống thuốc Có lẽ tranh anh Trần vẽ tặng bà chăng Thấy tôi để ý tấm tranh này Bà băm chụp đổi luôn cách xưng hô À Tranh thằng Trần nó tặng giả đấy Nó tốt lắm Nó từng ở đây với tao hơn một tháng trời Trước giờ tao ghét người lạ lắm Nhưng mà không ngờ lần ấy Tao lại chấp nhận cho nó ở đây Rồi bà rót chút nước vào cái chén Đưa tôi vào Hoàng Đây không có trà gì đâu nhá Nước sôi pha với chút trầm rừng đấy Bà lụi cụi ngồi lên mép võng Đung đưa vài cái Mắt nhìn về phía tấm tranh Ra chiều là mình cũng biết thưởng thức nghệ thuật Giả thấy nó vẽ đẹp lắm lại hết mực thương em nó Hồi đấy thằng em nó chết Nó lên nhà tao nhất quyết đòi tìm hiểu về ngài ấy. Mà ta cũng biết coi số Coi tướng đấy Chả phải nghề ngỗng gì đâu Nhưng cũng đủ để nhìn người đoán mạnh Tôi nhấp miếng nước bà rót Hơi nóng bốc lên mũi Mang theo hương trầm thơm nức Mà không hiểu trầm là cái gì Chả lẽ là trầm hương Nhâm như chút nước tôi thấy ngọt ngọt nơi đầu lưỡi Không rõ ràng nhưng nó là vị ngọt Thầy tôi tâm đắc với món nước uống này bà nói tiếp thằng trần nhìn nó khỏe khoắn như vậy chứ đoản mệnh lắm chắc chỉ vài năm nữa là nó chết thôi tao nhìn thấy cái chết xám ngoét ở trên mặt nó rồi coi tướng coi số cũng khổ hộ có cái luật là nếu biết người ta sắp chết ý, thì không được nói cho người ta biết luật đấy dưỡng mặt là vong nó quần cho chết ý. thế sao bà nói cho chúng cháu sao cũng được tao tin tụi mày cấm cứ nói cho nó biết Giả dạ, cũng thương nó lắm Bà trầm ngâm Bắt đầu cởi áo thằng Đức ra Xăm soi mấy vết bầm ở trên lưng Nó bị thế này lâu chưa Tao thấy nó cũng khó cứu lắm rồi Ngải nó ám đen cả phổi thế này Cùng lắm là sống được 2-3 tuần thôi Tụi mày đưa nó lên đây muộn quá Bà ơi Không lẽ là không cứu được nó Tao không có biết Còn tùy vào cái cơ duyên Cái số của nó Họa may là có phép lạ thì nó mới sống được Bà băm cởi cái nón len mà tôi đội cho Đức để giữ ấm ra Đấy, chúng mày tự coi đi Tóc nó bắt đầu rụng rồi Giai đoạn cuối rồi đấy Chả mấy chốc mà nó chọc đầu đâu Tôi và Hoàng sừng sốt Nhìn tóc thằng Đức rụng ra từng mảng Đúng như lời anh Trần nói Tóc nó chắc chỉ độ nay mai là rụng hết thôi Bây giờ thằng Đức mới tỉnh dậy Nó thiểu thảo Lòng ờ, Long ơi lấy dùng tao ngụm nước tôi rót cho, cho nó miếng nước đức từ từ uống mắt không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy bà băm tao mê man nhưng vẫn nghe hết những gì tụi mày nói tao nghĩ tao bị con bé đó nó ám ngại thật rồi nếu tao có mệnh hệ nào thì mặt nó được buồn khi nghĩ đến cảnh người tóc đen đi trước bỏ mẹ tóc bạc khóc thương mày đừng có nói linh tinh mày không sao hết đâu tao với long ở đây rồi có bà băm nữa Bà sẽ cứu mày Thôi tao nghe hết rồi Cơ thể tao tao biết Nó không chịu đựng được bao lâu nữa đâu Tao chỉ lo cho mẹ tao thôi Còn có một mình Tôi Hoàng và Đức ôm lấy nhau Cả ba thằng đều không dám nghĩ đến cái cảnh Sẽ phải chia lìa nhau Đối với chúng tôi đây là người thân Là gia đình thứ hai Bà băm lối cúi xách cái cuối nhỏ với một vài con dao dặn tôi và Hoàng hai đứa mày cứ để yên cho thằng này nó ngủ dưỡng sức giờ già vào trong gian để chế thuốc cho nó phòng đấy bí mật đấy cấm mai thằng mày lèm vào không nghe lời tao mò vào đấy mất mạng thì đừng có trách tao mặt bà nhìn rất nghiêm trọng và tôi cũng hiểu bà nói mất mạng là thật chứ chẳng chơi đâu hai đứa mày rảnh ấy thì ra ngoài bìa rừng kia mà chơi ngoài đó không khí mát mẻ lắm đấy không có thú hoang đâu chỗ tao ở ấy con nào nó bén mảng tới gần là chết hết nên cứ yên tâm Thế bao giờ bà bắt đầu chữa cho Đức à? Tao cũng không biết Phải chuẩn bị nhiều thứ Có lẽ phải chiều mới xong thuốc bôi Còn nếu muốn tống ngải đi Có lẽ phải đợi đến sáng mai Hai đứa mày đừng cho thằng kia ăn cái gì nữa nhá Cứ để nó nghỉ ngơi thôi Mai sẽ là một ngày đau đớn của nó Nó có sống được hay không Ngày mai sẽ rõ Rồi bà bước vào trong phòng Đóng kín cửa lại Tôi và Hoàng trường nghe tiếng lộc cọc của chày cối Có lẽ là đang dạ thuốc hai thằng bước ra ngoài bắt đầu lanh quanh lại phía bìa rừng đi dạo cảnh rừng ban ngày nhìn rất bình yên trái hẳn với nét hoang sơ lạnh lẽo của nó khi đêm xuống những tiếng sói chu được thay bằng những tiếng chim mót vọc kêu nghe rất vui tai buổi chiều trôi qua nhanh như gió tôi và hoàng ngồi huyên thuyên cả buổi về những ký ức đẹp của ba thằng rồi ngồi im hai thằng cùng nghe bài bạn tôi cứ lặp đi lặp lại từ chiếc điện thoại của thằng hoàng cho tới tận chiều có lẽ phải đến bốn năm giờ gì đó Tôi và Hoàng mới quay lại nhà bà Băm Chiều buông nắng cũng tắt dần Cảnh rừng xung quanh căn nhà Lại trở về với vẻ hoang sơ vốn có của nó Đi từ xa tôi đã nghe có tiếng Kêu thất thanh của Đức Chỉ có thể là nó thôi Hoàng lại lên Tao nghe có tiếng thằng Đức kìa Hai thằng chạy thục mạng Về phía nhà bà Băm Càng lại gần tiếng kêu của Đức nghe càng đau đớn Xô cửa chạy vào Tôi thấy Đức đang nằm cởi trần Bà Băm ngồi bên cạnh Liên tục cầm bó cây gai mà trà mạnh lên những chỗ bầm Hai thằng mày về đúng lúc đấy Qua đây, giữ chân giữ tay hộ nó cho tao Mày nữa, nằm yên đấy Ráng mà chịu Tôi và Hoàng giữ chặt đến Đức Xót xa nhìn những vết xước đỏ máu Ở trên những vết bầm Nhưng lạ một cái, những chỗ bà băm đã trà lên nãy giờ Đều đã bất tím và không chảy máu nữa Tiếng kêu của Đức Nghe đến xé lòng, vang khắp bìa rừng Chúng mày thấy chưa? Nhìn cái này đây, Bà băm chia nắm lá đã nắp bét ra Tôi và Hoàng nhìn theo tay bà chỉ Nắm lá nắp bét đấy Thay vì màu xanh đen Lại cứ có màu đỏ tươi như máu Thằng này ấy, bị ngải miến điện rồi Trước đó nó cũng bị ngải tình nữa Mấy cái vết này do ngải miến điện gây ra Người bị ngải này ấy, Cứ yếu dần đi mà chết Chứ không chết ngay đâu Tao lấy lá thuốc trà cho nó Đây là bí quyết của người chữa ngải Nó giúp hút bước máu độc ở trong người ra Chứ cái này để lâu ấy Đến giai đoạn người bị ám sắp chết rồi Thì da sẽ hoại từ dần Thối nát Tôi dùng mình Không ngờ trên đời lại tồn tại những thứ kinh khủng như vậy Này Thằng cao cao kia Rảnh thì ngồi trà cho nó đi Giờ thì trà nhẹ thôi Chủ yếu là trà mấy cái đầu cho sức da ra Máu dễ chảy thôi Hoàng ngồi vào đó thế chỗ bà băm Thằng Đức đã ngủ thiếp đi lúc nào Nhưng mặt thì vẫn tỏ vẻ đau đớn Tụi mày cẩn thận với người dân tộc thôi nha Hay người sống gần núi rừng ấy Loạn quạng làm nó ghét Nó bỏ ngải cho chết đấy Thế tụi mày có biết Ai ám ngải thằng này không Dạ biết ạ Lúc thằng Đức còn tỉnh ấy Nó có kể cho cháu nghe Một con bé chừng 16 tuổi sống ở Tây Nguyên Chắc có lẽ là nó Bà băm nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng Vậy thì không phải nó bỏ ngải đâu Chỉ có thể là nó nhờ người ám ngải thằng này thôi 16 tuổi cỡ nó Pháp lực may ra Chỉ đủ xin với cái ngải tình tôi Tụi mày cũng đúng là không biết gì về ngải Bà nhìn lên cái đồng hồ nhỏ Ở trên bàn Đã qua 6 giờ Với lấy cái đèn dầu bà tắp lên soi Lát nữa ấy 10 giờ ta có việc phải vào rừng Tụi mày dành ngồi đây thì tao kể về buồn ngải cho mà nghe Biết điều ấy thì im miệng Tự giữ đi thân Tao kể cho biết mà tránh Bà bám bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về ngải về những điều cơ bản nhất Bà ngồi yên trên cái vong cũ Một đầu móc vào cột nhà Một đầu móc vào thành giường Bà móc trong túi ra cái gói giấy gì đó Để cùng với mấy cái lá tre trong bịch ni lông Bà băm giúp một lá tre lớn Mở gói giấy ra Hóa ra đó là gói sợi thuốc lào Ở đây ấy, Vùng núi Già thèm thuốc lắm Toàn phải lấy lá tre quấn thuốc lào thôi Chỉ có mỗi thằng Trần ấy, hồi lên ấy, Nó mang cho tao cả cây thuốc Quý lắm Vùng núi hiếm thuốc Tao hút lá tre giống người dân tộc giết thành quen rồi Lúc mới đầu thấy khó hút Và nhức đầu dữ Nhưng uh, giết thành quen Tao lại đâm nghiền cái món này Biết là chả ngon lành gì đâu Nhưng mà cứ hút thôi Bà dê dê đứa thuốc lá tre Cho lên miệng giết vài cái cho bằng khoái Cái ngải mà thằng bạn tụi mày dính ấy Là ngải miến điện Việt Nam thì ít ai biết Và xài cái thứ nguy hiểm này bảo là ngài miến điện là vì nó xuất phát từ miến điện xưa thái lan giờ cũng ít người biết xài cái mấy cái thứ này việt nam thì lại càng hiếm bà im lặng nhìn ra ngoài cửa quang đãng hút tiếp điếu thuốc lá che đang nghi ngút khói nhưng mà cũng có biết bao nhiêu loại ngài miến điện chỉ là tên gọi chung thôi muốn chữa ngài quan trọng là phải biết nguồn gốc con ngài muốn tìm ra cái này thì phải là những người thuộc dạng bậc thầy nuôi ngài mà không phải cứ muốn tìm là tìm được đồ thế bà đã biết đây là ngải gì chưa sao không thấy bà dùng dịch gì hết vậy và bà ta tỏ vẻ không hài lòng có lẽ tôi vì lo lắng cho bạn mà hơi quá lời hồi ấy tao cũng chỉ biết em thằng trần bị ngải miến điện thôi mà không tìm ra được chân tướng con ngải ấy thế nên mới không cứu được cho em nó bà tỏ vẻ hối tiếc hai thằng trần nó giống thằng con tao lắm con tao mà sống bây giờ ấy chắc cũng gần tuổi nó Thế nên nhìn nó đau khổ khi mất em Tao cũng xót so Mà cũng vì tao không cao tay bằng người ta Mà nói đến đây thì tôi thực sự cảm thấy lo Tôi đến đây với suy nghĩ Bà Băm là người biết rất nhiều Và hoàn toàn có thể cứu thằng Đức ấy thế mà giờ bà lại bảo là có người cao tay hơn bà Thế giới này khủng khiếp lắm Cái thiện cái ác nó đi đôi với nhau Sáng qua mày còn là người tốt Nhưng sáng nay Mày có thể trở thành người xấu Người xưa người ta nuôi ngải Vì mục đích cứu người Có một loại ngải có thể đưa vong hồn con người Vừa chết để trở lại dân gian Nhập vào xác cũ nữa Đó cũng là một dạng cải từ hoàn sinh Nhưng người dùng ngải cũng tổn thao nguyên khí Chết sớm đi nhiều Tôi nghe bà kể như vậy Mà thấy thật mơ hồ Nào là dương khí, nguyên khí, cải từ hoàn sinh Giống như trong phim vậy Mặc dù trước đó đã được nghe anh Trần kể ít nhiều rồi nhưng tôi cũng không tránh khỏi được cảm giác khó hiểu khi nghe bà băm kể coi qua nhìn hoàng tôi thấy nó cứ nghẹt mặt ra lần đầu tiên trong đời được tiếp xúc với ngài được biết về ngài cũng đúng thôi có ai đứng trước một thứ nguy hiểm như ngài mà không sợ đâu mà ngài cũng là cái số đấy người ta đâu cứ phải là cứ muốn nuôi là nuôi duyên trời nó đưa đẩy cái nào đến thì đến còn cái chuyện cốc các loại ngài thằng bạn mày bị thì tao biết rồi tao nghĩ người bỏ ngài bạn mày cũng chính là cái người bỏ ngải ám em thằng Trần đấy. chỉ có điều sao ạ? À? lần thứ tư trong ngày tôi thấy bà Băm tỏ vẻ khó chịu. bà trầm ngâm không nói gì như là sợ sơ sẩy nói ra điều gì không đúng sẽ gây nguy hiểm cho chúng tôi. tao là tao không nghĩ ra lý do vì sao người ta nỡ bỏ cái loại ngải này. người bị ngải này ấy, thì chắc chắn chỉ có chết thôi. dù có gặp được thầy pháp lực mạnh cỡ nào đi nữa và người bỏ ngải nó không chịu buông ta đâu hoặc là bị quật bởi cái ngải khác nữa thì cũng vô phương cứu chữa thôi thằng bạn mày ấy phải có hận thù gì dữ lắm người ta mới phải làm như vậy trời đã sầm tối điếu thuốc trên tay bà băm cũng tàn từ lâu một hai tiếng sói chu nho nhỏ bắt đầu cất lên ngoài kia tôi càng thêm sợ hãi ngồi nép cầm bà hoàng tính có rắn giỏi ít khi biết sợ là gì nhưng cũng tỏ ra sợ sệt trên nét mặt. Đó chỉ là khởi đầu, mà băm sẽ còn kể gì nữa? Còn bao nhiêu thứ khủng khiếp mà tôi và hoàng chưa biết? Trước hết, ta sẽ kể cho tụi bay nghe về cái duyên với ngài của tao. Tất nhiên là tao chỉ kể những cái thứ mà tụi bay nên biết thôi và cần biết. Người nuôi ngài có những cấm kỵ rất khó khăn, tùy theo từng môn phái, từng dân tộc nuôi ngài mà có quy định khác nhau. Bà dây đuối thuốc tiếp theo Zip vài hơi lấy lại sự tỉnh táo Mùi thuốc bay nồng nàn khắp gian nhà Tòng Hoàng lâu ngày không hút thuốc Cũng dây thử một điếu đưa lên miệng Zip một hơi Nó ho khủ khụ Vì chất đắng của thuốc Nổ tuyệt mãi nước bọt ra ngoài Rồi mới để điếu thuốc lại trên bàn Cái duyên của tao với ngài Cũng xuất phát từ cái gia đình tao ngoài ấy Mẹ tao vốn là người chăm Bố tao người kịch Là bộ đội thập kích Cũng vì nảy sinh tình cảm Mẹ tao bỏ ngài tình ông ấy Họ cưới nhau được vài năm Thì bà ấy có mang thao Nên gỡ ngải bỏ tình cho luôn Bây giờ bố tao được tỉnh táo Nhưng do bị bỏ ngải nhiều năm Đầu óc cứ mụ mị đi Chả nhớ cái gì Quê ở đâu thì ông cũng chả nhớ được Dạ họ còn sống với nhau không Còn Bao nhiêu năm chung sống như vậy Ông ấy còn đi đâu được nữa Do hoàn cảnh gia đình Nên tao sớm được tiếp xúc với ngài Mẹ tao hồi ấy còn dạy cho tao về ngải nữa con gái thì phải biết lấy ngón ngải Mày mới sống yên ổn được Người ta mới không dám làm gì mày Đây mẹ ta bảo như thế Ngải có nhiều Muôn hình vạn trạng Để hiểu về ngải Người ta chắc phải bỏ ra cả chục năm tìm hiểu và nghiên cứu Bà gần giọng Chán ngăn lại Cô nhớ về những loại ngải mình từng trồng Gia đình tao hồi đấy nuôi nhiều ngải lắm Họ hàng bên ngoại tao là người dân tộc Đa phần đều nuôi con ngải trong nhà từ xuyên xà ngải, ngải miên ngải thổ, cho đến cả những loài hiếm như là ngải miến điện. Duy có một loại ngải mà tao cũng chưa biết bao giờ, đó là ấn huyết ngải. Tao không biết con ngải ấy nó bị thất truyền chưa, nhưng Việt Nam chắc không ai đủ khả năng nuôi nó đâu. Chờ bây giờ đã sụp tối rồi, tôi không nhìn đồng hồ nhưng áng chừng cũng phải 7-8 giờ. Bà băm nhìn ra vẻ mệt mỏi, nằm xuống chiếc võng chân đẩy nhẹ đung đưa. Bây giờ tôi mới có dịp nhìn kỹ bà, mặt bà khắc khổ và đượm chất nông dân. Ngải thì nghe có vẻ nguy hiểm, nhưng thực ra nó được trồng phổ biến. Mấy cây thân tảo mọc thành khóm trong vườn nhà, dưới rễ có củ đa phần đều là cây ngải cả. Nhưng những loại ấy thì không hại người được. Những loại ngải hại người từ mọc sâu trong rừng, những nơi mà âm khí tích tụ nhiều. Những mảnh đất không thuận tự nhiên, những nơi tụ vong thì vẫn thường có ngải mọc Thế hồi ấy bà chồng ngài thế nào? Thằng Hoàng tò mò hỏi Hồi đấy tao phải mất cả năm mới tìm hiểu được Được mẹ tao chỉ bảo tận tình về ngài Mới dám đi tìm Bà bồi hồi nhớ lại quá khứ Nhớ lại nỗi đau kinh hoàng lần đầu tiên đi tìm ngài của bà Mẹ tao lúc bấy giờ Biết trong rừng có một chỗ Ngài mọc rất nhiều Thành những bụi lớn cơ Tao phải đi vào trong rừng suốt nửa ngày mới tìm được chỗ ấy Bao lần thì suýt bị thú hoang bổ chết. Mà trên người không một tức sắt gì Sao hồi đấy bà không mang theo nỏ với dao mà phòng thân Mày không biết Chứ đi thỉnh ngải Thì không được đem theo bất cứ thứ gì Bằng kim loại Chỉ được mang theo một cái giỏ gỗ Che hoặc là dơm vào trong người Để đựng ngải thôi Hôm tao đứng trước đám ngải Tao không dám tin vào mắt mình Một bộ xương trắng nằm giữa bãi ngải Tao không biết là người đi rừng vô tình chết ở đây Tụ âm khí nên ngải mọc Hay là ngải đã giết chết người này và rồi còn hút hết xác thịt nữa Xung quanh chỗ ngải mọc ấy Thì không có lấy một con thú bé mảng nào lại gần Và băm dùng mình cứ nhớ lại lần đầu thỉnh ngải Tao lựa một cây vừa vừa Nhổ lên cho vào giỏ sơm Chỉ một lúc sau ấy Thì tất cả các cây ngải ở trong khu đấy Cứ héo dần rồi thối ra luôn Thỉnh ngải ấy Cũng như đặt cược tính mạng vậy Những ai muốn có ngải hiếm, ngải mạnh Phải bỏ ra rất nhiều công sức có người còn bỏ mạng giữa rừng Vì ngài không có chịu chủ Tao dùng ngài để cứu người Nhưng mà cũng phải trả cái giá rất tắt Thằng con trai duy nhất của tao Nói xong bà chợt tiết đồng hồ Đã 10 giờ tối Thôi tao phải đi đây Tao hoàn thành xong cái việc trong đêm này đã Tụi mày ở nhà Trông chừng thằng kia cho kỹ vào Cứ hai tiếng thì tụi mày dã nát cái túm lá ở trên bàn kia Rồi hòa nước cho nó uống một lần vốn xong mà nó ói ra cái gì ấy, thì cũng đừng có hoảng Dạng sáng mai là tao về thôi bà băm lụi cụi xách chiếc giò vải lên lưng bước ra khỏi cửa không quên với lại mà dặn tao cấm hai đứa mày vào căn phòng kia nhé cũng không được bước vào cái mảnh vườn sau nhà đâu mặt bà đầy vẻ hăm dọa dù bà không hăm dọa chúng tôi cũng không dám mà dại dột bước vào đấy sau khi bà băm bỏ vào rừng tôi và hoàng chỉ biết ngồi nhìn nhau im lặng nỗi sợ khiến chúng tôi không dám bước ra khỏi nhà đến tận bây giờ tôi mới có dịp nhìn kỹ ngôi nhà đơn sơ của bà nhà chỉ có hai gian gian sau thì được khép lại bằng cánh cửa gỗ gian trước thì chỉ có một cái ban thờ nhỏ như ban thờ ông địa nhưng không thờ bất cứ ai mà chỉ có một cái chậu sành nhỏ được chám men rất đẹp cái chậu sành nhìn khá cũ lớp men cũng hơi phai đi nhưng tôi vẫn có thể nhận ra những hoa văn kỳ quái được vẽ trên đó phía dưới chậu có vẽ hình một con rắn nghe nanh nhìn muốn nổi gai ốc trong chậu có trồng một bụi cây Nhìn thì giống như cây hành Nhưng lá bóng hơn Những gân lá thì đỏ tươi như màu máu Giống như lá cây đang hút từng ngụm máu lên từ đất Theo những gì tôi biết Thì chắc chắn đó là cây ngải Bất ngờ lúc đó Tôi nghe tiếng lịch kịch phát ra từ sau nhà Cộng với tiếng gió bất ngờ thổi réo lên Nghe như có ai đó đang huyết sáo Một lúc sau Tiếng một đứa bé âm ỉ đằng sau vườn Tôi và Hoàng nhìn nhau Chân chân người ra mà không biết phải làm gì với cái tính liều lĩnh của mình Hoàng chạy ngay ra sau cửa Để tao ra sau xem thế nào Sợ rằng đó là do ngài của bà băm chồng phát ra Để dụ dỗ người thường Nên tôi vội vàng can ngăn. Này không được đâu Lần này nghe tao đi Những cái thứ này không nằm trong tổng hiểu biết của anh em mình đâu Đừng có mà liều lĩnh Mày không nhớ lời bà băm chặn à Hoàng không nghe Mở đèn pin điện thoại lên rồi chạy ra sau vườn Tôi lo lắng cho Hoàng Tuy sợ ai tột độ tôi vẫn cố gắng mà chạy theo giúp bạn mình mắt phải nháy liên tục tôi biết có chuyện chẳng lành sắp tới tôi mới loay hoay bật đèn pin của điện thoại lên chân tay cứ rối tung vào nhau phải đến chục giây sau mới định thần được chạy bội ra sau vườn tôi thấy hoàng đang đứng im mặt đờ ra không nói gì cũng không mảy may cử động nó cứ nhìn chăm chăm vào một cái cây đảo mắt nhìn thì thấy hoàng không hoàn toàn tôi đảo mắt nhìn Thấy Hoàng hoàn toàn không bị thương hay gì Tôi mới chiếu theo ánh mắt của Hoàng Nhìn về phía cái cây Tôi giữ người Một cái cây hoàn toàn bình thường Cao hơn đầu người một chút Ánh đèn từ điện thoại của Hoàng chiếu thẳng lên tán lá cây phía trên Tôi mới chợt nhận ra Một điều hoàn toàn khác thường Trời không phải may có chút gió nào ấy thế mà những tán lá trên cây Vẫn rung liên tục Như đang có một cơn gió mạnh thổi qua Những tiếng lá dài réo lên Cứ vào khoảng không những tiếng động như quái đó đang hút sáo Tôi cũng đứng chân người Và hiểu lý do vì sao mà Hoàng chết sự như vậy Ghê quá Tao với mày vào nhà đi Kệ mẹ nó Hoàng lúc này quay qua tôi Mặt có vẻ đã bớt sợ đi Tao tao cũng thấy hơi khiếp chỗ này rồi Lần đầu tiên tôi thấy Hoàng thốt ra những lời như thế Trong ba thằng chúng tôi Đức to cao nhất Nhưng Hoàng mới là người gan lì nhất Nó vốn không biết sợ ma quỷ là gì Trộm cướp thì nó càng không sợ Từ hồi chơi với nhau Chỉ có vài lần nó tỏ ra kinh ngãi như thế này tôi chiếu đèn về phía nó chợt nhận ra nó đang đứng ở trong vườn sau bà băm mặt tôi tái nhật đi khi thấy máu chảy dài trên mắt phế chân trái của nó kìa hoàng chân mày bị làm sao thế tôi vội vàng dìu nó vào trong nhà tao cũng không biết nữa nãy chạy vào đây tự dưng thấy lạnh lạnh ở bắp chân nhưng mà có thấy đau đâu mặt nó cũng xanh lét đi tôi dìu nó ngồi lên giường cạnh thằng đức chân nó không ngừng run lên bà bật máu vẫn chảy ra Tôi lấy khăn sạch trong ba lô cầm máu cho nó May mắn là vết cắt không sâu Nhưng cũng cắt qua lớp da bắp chân Quái lạ Máu từ chỗ vết cắt đấy cứ chảy ra liên tục Máu không đặc mà trái lại còn rất loãng Giống như một loại nước màu đỏ dỉ ra từ chỗ vết thương Bốc mùi tanh khắp phòng Tôi tắt cái đèn dầu ở trên bàn Cố gắng lục tung khắp nhà xem Bà băm có bông măng hay không Rồi tôi chợt thấy một mẩu giấy được cái đồng hồ chặn lên Nếu ra vườn sau có bị thương thì lấy cây này xé nhỏ ra bùi vào nó ngừng chảy máu. Bên cạnh là một nhúm thuốc láo của bà băm. tôi vội làm theo xé nhỏ mấy thuốc láo ra rồi đắp lên vết thương cho Hoàng không thấy đau mày ạ? À? quái lạ thế nhỉ? ta không biết nhưng mà nhìn ghê quá. quả thật chỗ đắp thuốc láo này chỉ một lúc sau là máu ngừng chảy. phải chăng bà băm đã tiên liệu trước được rằng chúng tôi sẽ ra vườn sau? mùi thuốc láo tỏa khắp phòng. Năm phút sau thằng Hoàng bắt đầu chóng mặt và mắt mờ đi Tôi biết nó bị phê thuốc lào rồi Nên đặt nó xuống và nằm cạnh thằng Đức Kim đồng hồ nhích dần về phía 12 giờ Tôi mới nhớ lời dặn bà Băm là cho thằng Đức uống thuốc Nằm bó lá thuốc trên tay Tôi bắt đầu giã nhuyễn ra Hóa ra đây là thứ bà kia dùng Để trà lên người thằng Đức của chiều Nhìn hơi giống cây dâm bụt, Nhưng thân lại gai góc lập chập Không biết là pha uống Thằng Đức có bị rách họng không Tôi lầm mầm một mình dáng dã thật nhuyễn ra Để không làm Đức chảy máu Tôi đổ tất cả vào ly nước trắng Rồi lai Đức dậy Đức, Đức, dậy uống chút thuốc đi này Uống xong cho khỏe ngay Tôi giữ Đức ngồi dậy Bây giờ đã một giờ sáng Thời gian trôi qua chậm đến lạnh người Chỉ chưa đến một ngày ở đây Mà tôi cảm giác như cả tuần lễ mới trôi qua vậy Đức mặt mệt mỏi Nó bớt xanh xao nhưng trông vẫn rất yếu Mấy giờ rồi Tao mê man lâu chưa Giờ chắc cũng phải một giờ sáng rồi Tôi lấy khăn ướt lau người cho Đức Mấy vết bầm gần như mất hẳn Da giải nó trông cũng hồng hào hơn Đã lâu rồi tôi không thấy nó tỉnh táo như lúc này Bà ba mấy nói sao đấy Ta còn sống được bao lâu nữa hả Long Mày coi tao là anh em Thì đừng có giấu tao Nó nhìn qua thằng Hoàng đang nằm cạnh Thế thằng Hoàng nó mệt lắm mà Phiền tụi bay qua Sao không để tao chích quách đi Tôi gằn giọng, tỏ vẻ không hài lòng Mày thôi đi Mày coi tụi tao là cái gì Bao lần mày đem cả mạng sống ra cứu tao Lúc đấy tao ngăn mày có nghe không Còn coi tụi tao là anh em ấy Thì đừng nói những cái lời như thế Mặt tôi lúc này bắt đầu ướt ướt Giữa rừng thiêng núi dữ thế này Chỉ có ba thằng bạn với nhau Thì còn cố gắng kìm nén làm chi nữa Đứt vòng tay ôm vai tôi Quả thật đời người mới khi gặp được tri kỷ thử hỏi giữa cuộc sống sài gòn xô bồ tấp nập kia có bao nhiêu thằng bạn sẵn sàng sống chết vì nhau như thế từ lâu rồi ta đã coi tụi mày như anh em ruột thịt rồi có xả chút sức yếu còn lại mà giúp được gì cho nhau thì tao sẵn lòng bây giờ mạng tao như đường tư kệ chỉ tao biết mình dù có được bà băm cứu cũng không sống được là bao cái thứ ấy nó ăn vào tới gan tới phổi là lách tao rồi có chi mà sợ nữa Mong những phút cuối đời Ta có hai thằng bạn như mày Ở bên này là vui rồi Mắt nó cũng ướt ướt Lần đầu tiên tôi thấy Đức khóc Nó và Hoàng rắn giỏi lắm mà Hoàng vớt say thuốc tỉnh dậy Ngồi giữa đường và tường Và xoa xoa chỗ vết thương vừa được bong bó Tự dưng rát qua mày Tao đang đau gần chết đây này Mà tụi mày còn người đó mít ướt như con gái ấy. Tôi quay qua Thấy Hoàng đặt tay lên vai Đức Mặt nó cũng rơm rớm Ba thằng lặng yên ngồi đấy nghe những âm thanh của núi rừng những tiếng huyết sáo từ sau vườn vẫn rít qua khe cửa tiếng sói lâu lâu vẫn chu lên từng hồi nhưng tôi không còn thấy sợ nữa tôi đã có cái tình bằng hữu sâu đậm kề bên mà thôi không tào lao nữa bà băm có dặn cho mày uống cái này này tôi đưa ly nước cho đức mày uống hết đi xem có khá hơn không đức nặng nhọc cầm ly nước xanh đục đưa lên miệng uống một hai rồi năm phút trôi qua nó vẫn không có gì biểu hiện lạ không lẽ bà băm nói sai Tôi và Hoàng kê lại cái chiếu cói Rồi đặt Đức nằm xuống Nó từ từ nhắm mắt rồi ngủ tiếp đi Hai đứa tôi nhìn nhau Cảm giác lo lắng tan biến đi Thằng Đức sẽ không sao cả Bỗng thằng Đức co giật rất mạnh Mặt đỏ bừng bừng như uống phải rượu Tay không ngừng bóc họng Và cố gắng nôn ra cái thứ gì Hoàng vội vàng vỗ liên tục lên lưng nó Để giúp nó nôn ra Phải mất gần một phút Đức mới nôn ra khỏi miệng cái thứ đó Tôi và Hoàng đứng sững người nhìn nhau tay che đến miệng để không phải mửa ra về cái thứ đó. Trước mặt chúng tôi là một bãi bầy nhầy, lúc lúc rất nhiều những con run trắng bóc, nó bò loại ngoại ở trong cái đám dịch đen xỉ. Mùi ô uế giống như mùi lục phủ ngũ tạng bị thối nát sọc vào mũi, khiến tôi chỉ muốn nôn tất cả những gì đã ăn ở trong bụng ra. Không ghim băng, không tóc tai, không dao lam, cũng chả có đinh như trong các bộ phim truyền hình về ngài. Giữa cái đống bầy nhầy đó là một tờ giấy mỏng màu vàng. Đứt mặt tái nhật đi, vừa lấy ly nước trắng để xúc miệng rồi nằm vật ra giường thằng hoàng lúc này mới cất lời này mày có làm sao không thế trông người thế nào rồi tao tao thấy khá hơn rồi không còn thấy mấy con đấy nó cắn ruột cắn gan tao nữa đau thế hoàng nhìn đống bầy nhầy rồi nhìn tôi này thế mấy cái lá bã mà lúc nãy nó uống vào bụng ấy sao không thấy nó nôn ra nhỉ mày hỏi tao tao làm sao biết được tao có phải bà băm đâu Tôi lượm lấy cái quay nhỏ ở trước hiên nhà Bới cái lũ giỏ bọ ra Chúng dài cỡ hai đốt tay trỏ Thân trắng đục, đầu đen xì như than Hoàng, nhìn đây Đầu bọn này nó có hai cái răng Hoàng chạy lại ra mắt vào cái lũ trùm đang bò lúc lúc ấy Nó bị chặt mũi Mặc dù cái mùi ô uế đã tam bớt đi từ lâu Ừ, nhìn kiếp nhở Thế mà các bác sĩ khám đủ kiểu Lại không phát hiện ra Thôi thì thằng Đức nó nôn ra được là mừng rồi Chắc hồi chiều bà băm nói là cái thứ này đây Tôi lấy que Vạch tấm giấy vàng vàng ra cho Hoàng coi Mắt nó mở to kinh ngạc Ai vẽ cái thứ này mà kinh thế Giữa đống bảy ngày kia Tấm giấy hiện rõ lên Chính là một lá bùa Đủ thứ chữ sầm bà lằng trên đó Nét chữ nguyệt ngoạc như của người Thái Ở giữa tấm bùa là hình một người nằm ngửa Tuy vẽ không rõ Nhưng tôi cũng có thể nhận ra Người đó bị moi hết đục phủ ngũ tạng ra ngoài Mắt không ngừng xăm roi tấm bùa Tôi hiểu vì sao Bà Băm lại bảo chúng tôi đừng có hoảng Bởi vì mục đích của kẻ ám ngài Đức Đã rõ mồm một Đó là hành hạ Đức cho tới chết Phá hủy cơ thể Đức từ bên trong ra ngoài Tôi thấy lợm giọng Nghĩ tới cảm giác sống mà vẫn cảm nhận được Những thứ kinh khủng ấy Ăn dần ăn mòn cơ thể mình Mà không chích cay. Nỗi đau đến tận xương tủy Cái con người ấy thật đáng kê tởm. tạo sẽ trả thù moi ruột thằng đó ra ăn tim nó cho lúc nó sống thằng chó đấy nó ảnh hạ bạn tao thế này đây họ mặt đỏ bừng lên thôi ói ra được như vậy là ổn rồi ờ mày đi ngủ đi tao cũng hơi mệt rồi tôi ngước nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ sáng thời gian cứ trôi đi như tên bay từ giờ tới lúc bà băm về vẫn còn lâu lắm biết còn có chuyện gì xảy ra nữa đây 4 giờ sáng hoàng và đức nằm ngủ ngon lành trên giường bà băm Lông mày thằng Đức đã giãn ra Nó không còn cái vẻ nhíu mày khó chịu nữa Tạm quên đi nỗi lo âu mà nghỉ ngơi Vì sáng sớm mai Sẽ lại là một ngày rất dài Riêng tôi thì vẫn chưa ngủ được Cái cảm giác bị biệt lập giữa cảnh núi rừng hoang sơn này Làm tôi bất an Dù tôi biết bà Băm có nuôi ngải trong nhà Nên chắc chắn sẽ không có con thú hoang Hay bất cứ ai có thể làm hại chúng tôi Chỉ trừ chính những con ngải ấy Cái sự cảnh giác của một thằng nhắt can như tôi Khiến tôi cứ trần chọc mãi trong ba thằng tôi hơi nhu nhược hơn tụi nó cũng không gan góc và lì lợm như hoàng và đức nhưng mà tôi biết những lúc thế này thì cái bản tính điềm tĩnh suy nghĩ trước khi làm của tôi có thể sẽ cứu mạng cả ba thằng tôi nằm trên võng nhìn kỹ lại ngôi nhà của bà băm qua ánh đèn dầu le lói đã gần sáng rồi mà sao trời ngoài kia vẫn tối thế cánh cửa ra vào khép hờ rồi ánh mắt tôi dừng lại trước cửa ra buồng ở bên trong tôi tắc mắc trong đấy có chứa những gì Nhớ lời anh Trần kể Tôi biết là trong căn phòng ấy Ít nhất có chứa một con ngải Là nơi nuôi ngải của bà Băm Cái bản tính tò mò trỗi dậy Tôi muốn xem hình thú con ngải Nó trông thế nào Nó có ăn không nhỉ Người ta bảo ngải ăn thịt và ăn trứng Liệu có phải là thật Sự tò mò ấy lướt qua đầu tôi Rồi vụt tắt ngay Khi cảm nhận thấy sự nguy hiểm đang đe dọa Cánh cửa phòng thì vẫn đóng kín Nhưng lại vọng ra tiếng lịch kịch như quái đó đang di chuyển đồ đạc Trời sáng trên vùng núi lạnh thấu xương Giang ngảm tôi cũng va đập vào nhau liên tục Tôi tự chấn an mình Phải bình tĩnh Đừng hành động dại dột nếu còn muốn sống Từ đó đến khi trời sáng Tiếng địch kịch vẫn không ngừng vọng ra Nhưng tôi thì đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay Mặc cho có chuyện gì xảy ra Tôi dãy ruột trong giấc mơ khi vừa chập mắt Bùa, ngải, Ma quỷ tất cả những từ ấy ám lấy tôi suốt những ngày qua và cả trong giấc mơ cũng không từ bỏ tôi mơ thấy hoàng cũng bị những con ngài ám vào người Cắn đứt từng quả tim quả thật trong khi mắt vẫn mở và đôi óc vẫn tỉnh táo để nhận ra là mình đang dần dần chết đi rồi tôi và hoàng bừng tỉnh vì ánh sáng ban ngày chiếu vào phòng tôi mở mắt ra cố gắng căng mắt mà nhìn về phía cửa nhà lại bà băm đã bể Hai thằng kia dậy mau Thằng nào hôm qua ra vườn sau Nói Tiếng bà băm sắc lạnh đến đáng sợ Lần đầu tiên trong hai ngày qua Tôi cảm thấy giọng bà tràn ngập sự bực tức Bà quát vào mặt chúng tôi Như uy hiếp sẽ giết từng thằng Nếu mà không mau thú tội Nói mau hai thằng mày bước ra đây Lại lên Tôi bình tĩnh xỏ đôi dép lào vào Chậm rãi cùng thằng Hoàng bước ra cửa cùng với bà băm Tôi biết sẽ có chuyện chẳng lành rồi Giả bước theo bà đi ra sau vườn Trời lúc này đã sáng trưng Nhưng ánh nắng gắt bắt đầu chiếu thẳng xuống Khuôn nóng không khí đến ngột ngạt Bà băm hùng hổ bước đi Bỏ lại hai thằng chúng tôi lưỡng tững theo sau Rón rén từng bước một Tới vườn sau bà băm dừng lại Chỉ về phía vườn rồi nhìn tụi tôi Chúng mày nhìn đi Hai đứa mày đã gây ra tội nặng Tôi nhìn theo hướng bà chỉ Một bụi ngải nhỏ Nhìn khá giống với bụi ngải bà băm để ở bàn thờ Đã bị dẫm nắp một góc cho đất phía dưới bụi ngày ấy biến thành màu đỏ đô. Khác hẳn màu đám đất xám xung quanh. Chúng mày phạm phải tội với ngài rồi. Tao đã dặn là đừng có ra vần sóc. Thế mà chúng mày không nghe. Thôi thì đã là số mệnh. ta cứ để cho tụi mày tự chịu lấy vậy. Ngài có vật thì, thì mày mất vọng. Mà ngài tha thì coi như là cái số. Còn thằng kia bị ngài êm ấy. Tao đã hứa thì sẽ giúp. Nên sẽ giúp tới cùng. Bà băm lắc đầu tỏ ra thất vọng với những hành động ngu xuẩn của chúng tôi. Bây giờ Hoàng đứng sau tôi, bỗng ngồi sụp xuống. Ôi bà ơi, con con xin lỗi, tất cả là do con. Con dẫm nhầm lên ngải, con xin chịu. Lòng nó không liên quan tới chuyện này, nó chưa đi vào vườn sau lần nào cả. Mà bà băm đâm chiêu nhìn Hoàng. Nếu mà chỉ có mày bước vào vườn, ấy, thì sẽ chỉ có một mình mày phải chịu tội thôi. Tao là tao cũng thương cái tình nghĩa anh em chúng mày. Không giật xả máu mủ mà dám bước đến vùng đất này để cứu bạn Ngài sẽ phật mày Tao đánh đứng ngoài không cứu đâu Bà nhìn về chỗ kinh ngải Nó chính là con ngải đầu tiên tao nuôi đấy Con ngải mà tao đã kể cho chúng mày nghe hôm qua ấy Bao nhiêu tâm huyết một thời của tao Tao từng ruồn vào nó Nó chính là Rồi bà ngập ngừng Có lẽ không muốn chúng tôi biết quá nhiều Tạm quên cái chuyện này đi Đi vào nhà Số phận mày sẽ được ngài quyết định bằng lễ Tôi nhấp nhổm mừng thầm ít ra thì bà ta cũng không quá tuyệt tình với hai đứa tôi. Ba người bước vào nhà, thằng Đức vẫn nằm đấy, nó vẫn chưa dậy. Bà Băm đến bây giờ mới có vẻ nguôi giận, trở lại với vẻ lụm cụm vốn có của mình. Tôi và Hoàng ngồi lên giường, hai đứa vẫn im lặng không dám nói gì, chỉ sợ bà sẽ lại nổi cơn giận mà không cứu Đức nữa. Bà Băm bước vào buồng trong, khép cửa lại, không quên lướt nhìn hai thằng bọn tôi bằng ánh mắt đe dọa, như kiểu là: hình là chúng mày không nảy vào gian trong đấy bước vào rồi chết đấy Chắc là không sao đâu Hoàng ơi Bà băm chỉ nói vậy thôi chứ bà hiền lắm Từ trong gian trong Tiếng bà băm vọng ra Nó rậm nát hết tâm huyết của tao đấy Tiếng bà đánh thép Vẫn chưa đầy nỗi phẫn nộ Thôi kệ, phải cứu Đức đã Tao không sợ cái thứ đó đâu Tôi lôi trong ba lô ra Mấy cái bánh mì sandwich và mấy cái phô mai Chắc cũng phải 10 giờ 11 giờ rồi Chúng tôi phải ăn trưa đã nếu thói quen tôi rút điện thoại ra xem giờ Chết rồi Điện thoại tao hết sạch pin rồi Qua giờ mất sóng Tao vẫn chưa liên lạc được với mẹ thằng Đức Cũng như anh Trần nữa Điện thoại tao cũng hết pin từ tối qua rồi Ồ thế chứ lại Đây lại không có điện mà sạc Để tao xem thằng Đức có để điện thoại trong túi không Tôi cứ nhìn đồng hồ trên bàn Đã 12 giờ trưa Bà băm làm gì mà chưa nào cũng lịch kịch Ở gian trong mà không ra ngoài Bụng bỗng nhiên rủi cuốn cào Từ hôm qua tới giờ và thằng chúng tôi toàn ăn sandwich với phô mai mang theo trong ba lô. Rồi tôi chợt cảm nhận có điều gì đó khác thường. Cố gắng nói thật khẽ, chỉ vừa đủ để Hoàng có thể nghe. Sao hôm nào bà băm cũng ở gian trong cả buổi thế vậy? Bà làm cái gì chúng đó nhỉ? Đừng có hỏi tao, tao không biết gì đâu. Mày hỏi bà băm ấy. Hoàng cũng gắng nói thật khẽ, hết mức có thể. Cái bộ não chậm chạp của nó cũng đã hiểu ra một điều. Đừng có nói những cái điều vớ vẩn mà để cho bà băm nghe được sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì đâu Bây giờ Hoàng đưa mắt vào cánh cửa trong phòng đang khép kín Cánh cửa vẫn khép chặt, im lìm đến đáng sợ Hàng loạt giả thuyết được đặt ra trong đầu tôi Tại sao tất cả những người xuất hiện trong hai ngày nay đều mang một vẻ bí ẩn đến kỳ lạ Đầu tiên là anh Trần Một con người tử tế lịch thiệp Nhưng chỉ xuất hiện duy nhất một lần Với cái dáng vẻ bí ẩn Đằng sau khuôn mặt hiền lành ấy Rồi còn số mệnh của anh ta Sao bà băm lại bảo là đoàn mệnh mặt u ám và xám xịt rồi còn lão tài xế thực ra lão là người hay là ma hình ảnh của lão ta ngồi đó giữa đêm tối bên cạnh chiếc xe tải móc đầu kính thì vỡ vụn như vừa bị cây lớn đè lên cứ ám ảnh đến tâm trí tôi bản tin hôm ấy là như thế nào nơi mà họ nhắc tới cho bản tin bình thuận có phải là chỗ ba chúng tôi vừa dừng chân và nếu lão là người thì tại sao cây lớn đè nát đầu xe mà lão vẫn còn sống tại sao lão biến mất cùng với chiếc xe tải mà không một dấu vết. Cái mới thông tin lộn xộn ấy cứ quay mòng mòng trong đầu tôi. Tôi sợ, Hoàng cũng sợ. Chúng tôi đang đối diện với thế giới kinh khủng mà trước đây chưa từng biết đến. Chúng tôi chỉ biết dựa dẫm vào bà băm, một người xa lạ không hơn không kém mà chỉ vừa mới hôm qua còn chỉ bới đưa chúng tôi ra ngoài. Chúng tôi cứ ngỡ sẽ được cứu, cứ ngỡ Đức sẽ không sao. Cứ ngỡ bà băm chỉ là một bà già nuôi ngải hiền lành bình thường nhưng bây giờ lại vô tình phát hiện ra những điều rất lạ từ bà ấy. Tôi băn khoăn không biết mình đã sáng suốt khi liên lạc với anh Trần và đưa hai thằng bạn tới nơi rừng núi nguy hiểm như thế này. Tôi cố gắng trấn an Hoàng. Chính lúc này, cái đầu óc điềm tĩnh của tôi lại tỏ ra có ích hơn cái đầu nôn nóng vội vàng của nó. Tao nhớ rồi, anh Trần có nói với tao là tao quên mất, người nuôi ngải có thể nhịn đói cả tháng trời mà không sao cả. Tôi đành bịa ra cái lý do hết sức vô lý nhưng mà bây giờ ta với mày ấy, Chỉ biết hy vọng vào bà ấy thôi Thôi đừng nghĩ lung tung nữa Thằng Hoàng mặt trầm ngâm Cái tính nó dễ tin người Nên chắc cũng tưởng những gì tôi nói là thật Hai thằng lại trở vào nhà Kiên nhẫn ngồi đợi từng động tĩnh của bà ta Đã 4 giờ chiều Thằng Hoàng ngồi chống gối Giữa lưng và tường ngủ quên lúc nào không hay Còn tôi không hiểu sao Từ hôm qua tới giờ mới chậm mắt được vài tiếng Nhưng mắt cứ tao láo Và tôi rất sợ rồi tôi nghe tiếng lịch kịch phát ra từ gian trong Xe ta mở không khí im lặng U ám cho căn nhà Bà băm mở hé cửa Chỉ đủ để lách người qua Có lẽ bà không muốn tôi nhìn thấy những thứ chứa trong phòng Bà nhanh chóng khép cánh cửa sau lưng lại Nhưng cũng kịp để cho tôi cảm nhận được Cái luồng gió lạnh từ gian trong thổi ra Và nó có mùi tanh Bà tiến gần tới chỗ tôi đang ngồi Di ngón trỏ vào đầu tôi rồi nói Mày là cái thằng biết nhiều nhất Liệu hồn khôn ngoan không phải lúc nào cũng tốt đâu Bà chỉ nói thế Rồi bước đến cái bàn thờ ngài Rút trong túi ra một cái bịch vải nhỏ nhỏ Để lên trên Gọi thằng kia dậy Bà chỉ về phía Hoàng Tôi chạy lại lay lay nó Trong bụng bắt đầu lo lắng vì thái độ của bà Phăm Ờ có chuyện gì thế Sao bà còn chưa bắt đầu chữa cho thằng Đức Đợi cả hai ngày rồi còn gì Thằng Hoàng mơ mơ màng, màng 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 gắt Bà băm lườm Rõ ràng thái độ và hành động của Hoàng từ hôm qua tới giờ đang làm bà băm bất ý mày qua đây ngồi đi tôi kéo thằng hoàng lại gần chỗ bà băm ngay đây 6 giờ tối nay tao sẽ bắt đầu chữa cho thằng hoàng việc chữa cho nó sẽ kéo dài khoảng 1 đến hai tiếng giờ còn sớm hai đứa mày ngồi đây nghe tao dặn dò đây rất quan trọng nên tụi mày tuyệt nhiên phải nghe tao lời tao không được làm sai một ly bà rút trong túi ra gói thuốc lào lá tre dê dê rồi châm lửa đặt lên môi cái giống ngải này ấy, nó nguy hiểm lắm để chữa trị cho nó ta phải chuẩn bị suốt một đêm hôm qua thế bà sao không ngủ sao cả đêm bà phải vào rừng vậy bà ta chép miệng vài cái rồi thở ra khói thuốc phì phò ra vẻ đang ưu tư cái này liên quan tới tính mạng không những tính mạng tụi mày mà còn có thể là cả tính mạng của tao nữa thế nên kể từ bây giờ hai đứa mày nghe kỹ những gì tao nói đây nhưng mà tại sao không phải là chữa cho thằng đức mà lại là chữa cho tôi thằng hoàng ngắt lên và tránh nhìn vào mắt bà ta mày cứ im lặng đi tôi khẳng giọng lích sang bà băm để dò xét thái độ bà ấy chắc phải có nguyên nhân gì mày cứ bình tĩnh đi bà băm không tỏ vẻ gì hết vẫn dáng dịp thuốc trên môi đều đặn tàn thuốc bị gió chiều từ bên ngoài tộc vào thổi bay về phía bàn thờ tôi bỗng cảm thấy bàn thờ ngải rung lên một cái rất nhẹ chỉ một giây thôi Nhưng tôi biết nó vừa chuyển động Giữa bàn thờ kia Dường như đang hiện ra cái gì đấy Bà băm lướt mắt xăm soi mà nhìn tôi Thằng kia Nín mồm bảo Thấy cái gì cứ im lặng đi Bà nói trọng lọng từng câu ngắn Cái duyên cái số cho người ta thấy những điều không nên thấy Nhưng không phải cứ thấy được là hay đâu Tao thì tao tin vào duyên Mệnh và số con người Hoàng chắc chắn không thấy những gì mà tôi thấy nó cứ ngỡ bà băm đang nói chuyện hôm qua với tôi Và Hoàng ra sau vườn Mặt thì vẫn tỉnh quao Còn tôi mặt sám ngất lại Vì những lời bà băm nói Thôi bà cứu thằng Đức trước đi Chuyện của tôi tôi tự khắc giải quyết được Hôm qua là tôi thấy thằng Long nó sợ Nên sợ theo vậy thôi Chứ mấy cái thứ linh tinh này Sao mà hù được tôi Thằng Hoàng cất tiếng Bỗng dưng mặt bà băm đỏ lên Cái bàn thờ cũng rung lên như tức giận Tôi xanh mặt quay qua nhìn thằng Hoàng Mặt nó vẫn tỉnh quao Chả lẽ nó không thấy gì Bây giờ thì tôi đã hiểu những lời ban đại của bà ta. Có lẽ là tôi có duyên có số. Bàn thờ ngừng rung bà băm trở lại với vẻ điềm tĩnh của mình. Tôi thì vẫn thắc mắc, không hiểu sao nó lại rung như thế. Phải chăng con ngải bà băm nuôi đang tức giận vì những lời nói của Hoàng? Tôi bắt đầu thấy những lời Hoàng nói đang gây hại cho chúng tôi. Mày im đi, từ bây giờ nói ít thôi. Hoàng hiểu ý mà nó tiêu nghỉu. Biết những gì mình vừa lỡ miệng phụt xa là dại nên im lặng không nói gì. Hai thằng mày im lặng đi Tao nói rõ cho mà nghe Nhớ rõ những điều tao nói đây Bà băm dù điếu thuốc mới hút được phân nửa xuống đất Tiếng gì xéo nho nhỏ phát ra Khi tàn thuốc nóng chạm vào nước dưới sàn 6 giờ Là thời khắc giao hòa của mặt trời mặt trăng Hôm nay mặt trăng sẽ mọc sớm Lúc đấy tụi bay sẽ thấy Có cả mặt trăng mặt trời cùng lúc với nhau Lúc ấy tao sẽ làm lễ hỏi tội cho mày Số mạng mày sẽ được quyết định vào lúc ấy Cái lễ đơn giản lắm mày sẽ đứng trước con ngải, mày đã phạm. Cầu xin bằng tất cả linh hồn của mày, hãy dùng linh hồn của mày, cầu xin ngải và tung cái đồng xu này. Bà băm lấy ra một đồng xu nhìn rất cổ quái từ phía sau bàn thờ rồi đưa cho Hoàng. Nếu là mặt người ấy, có nghĩa ngải ta, còn mặt quỷ. Bà dừng lại, lưỡng lự. Thì ngải sẽ bám theo mày, cướp thân xác của mày. Dần dần mày sẽ chỉ còn lại cái vòng thôi, không có nơi trú ẩn số phận mày ra sao tùy thuộc vào ngài tao không can dự dù kết quả thế nào chắc 10 phút tuổi bà băm nhìn hoàng về tội nghiệp đây là cái trò chơi của số phận do mày tự trục lấy vì cái tội không nghe lời tao bà băm nghiến răng cố nhấn mạnh từ ngay lời hoàng nhăn mặt tao vẫn chưa hiểu cái cảm giác phong hồn của mình mất đi thân xác là thế nào sau đây tao sẽ bắt đầu chữa trị cho thằng kia Bà nhìn thằng Đức rồi lắc đầu Tóc nó đã rụng hết rồi Nó cũng sẽ như em thằng Trần thôi Chỉ sớm hay muộn Tôi cảm giác Mỗi lần bà băm nhắc tới cái tên Trần Bà lại trở về với bộ dạng hiền lành của mình Như một người mẹ nhắc tới con mình Điệu anh Trần và bà ta Có quan hệ gì Bà băm lấy gói vải nhỏ ở trên bàn thờ bắt nãy Đặt lên bàn và mở ra Đây Tao đặt cực tính mạng vào cái này Bà mở túi ra Một là tao cứu được bạn tụi bay Và giữ được cái mạng già này Hai là tao nhắc trước Nếu thành công Bạn mày cũng chỉ sống thêm được một hai tháng thôi Tùy vào thánh thần muốn nó sống được bao lâu Lời nói của bà chỉ như những tiếng ù ù bên tai tôi và Hoàng Hai đứa con đang mải mê những cái thứ đang lòi ra từ trong túi vải Cái này là ngải hộ thân Nói thẳng ra cho tụi mày biết Ta có nuôi những loài ngải này ở trong rừng Lấy âm khí tích tụ để nuôi lấy nơi đất trũng để trồng tụi mày đừng có dại mà vào rừng kiếm ngải có ngày làm mồi cho nó đấy trời chẳng mấy mà sụp tối đã 5 giờ rồi bà băm mồi lửa mở cái đèn dầu trên bàn lên ánh sáng đèn dầu le lói chiếu lên ngải hộ thân đó là một cái gì đó đen xì xì giống như một mảnh than bên ngoài được quấn nhiều dải vải nhỏ sặc sỡ phải căng mắt lắm tôi mới nhận ra trên những giải đó là những ký tự lòng ngoằng như bùa chú rồi bà rút trong xếp giấy để trên bàn ra Hai tờ giấy nhỏ hình chữ nhật Cái này là bùa hộ thân Lát nữa tao trị cải Tụi mày giữ cái này trong người Nhớ kỹ những điều Nếu mà tụi mày còn quý tính mạng Là tuyệt đối im lặng Thở bằng miệng, hít vào bằng mũi Dù có chuyện gì xảy ra Cũng không cất tiếng Lo mà giữ tính mạng tụi mày Lần này tao sẽ phải đối phó với một thầy ngải cao tay Không biết chuyện gì đâu Bà băm dừng lại cái tật nửa úp nửa mở của bà Khiến cho tôi khó chịu Tôi và Hoàng cầm lấy tấm bùa dò xét thật kỹ trước khi nhét vào trong áo Tấm bùa chỉ là một mảnh giấy nhỏ hình chữ nhật Ở giữa có những chữ ngoằn nghèo Tôi dí sát mũi vào người Thì thấy nó thơm Giống như mùi tràm mà bà băm pha nước cho chúng tôi uống Bà vội vàng đút nó vào túi áo Chàm mấy chốc đã 6 giờ Bà băm nhìn đồng hồ rồi dục Đi ra sau vườn Tôi và Hoàng bước theo bà bỏ lại Đức vẫn mê man trên giường. Tôi ngước lên, quả thật trên nền trời có cả mặt trăng mới nhú ra một phần. Phía còn lại là mặt trời đỏ au như màu máu, vẫn dương rưng chiếu như tia sáng cuối cùng. Ra tới sau vườn, tôi và Hoàng chỉ dám đứng ngoài mà nhìn mà băm lại gần cây ngải bị dẫm nát một bên. Hai thằng mày vào đây. Có tao rồi, không phải sợ. Tôi chậm chạp bước vào. Hoàng nhìn xuống bắp chân với băng mó. Nó lần lừ một lúc rồi cũng bước theo. Lạt nữa khấn thẩm ấy, xưng tên tuổi Tại sao tới nơi đây Xin ngải tha tứ Mày phải thật thành tâm vào Rồi tung đồng xu lên trời Thôi bắt đầu đi Cứ coi như đây là một trò chơi may rồi Mà mày phải đem cả tính mạng ra đặt cược Hoàng ngập ngừng cầm lấy đồng xu Từ tay bà Băm Nó quỳ gối xuống trước cây ngải Lầm rầm mà khấn bái Tôi không biết chuyện gì xảy ra Nhưng gió bỗng thổi rào rào rồi nếm bặt đi Không gian im lặng đến đáng sợ Rồi thời khắc ấy cũng đến Hoàng tung đồng xu lên trời Thời gian như ngừng trôi Khi đồng xu quay liên tục trên không Tôi lầm rầm khấm vái Sẽ không có chuyện gì xảy ra Hoàng là người tốt Nó sẽ không sao đâu Bỗng nhiên nó chụp lấy đồng xu đang rớt xuống Tôi há mồm kinh ngạc à? Mày làm cái gì vậy Hoàng Mày điên rồi à Bà băm vẫn điềm tĩnh Im lặng không nói gì Như thể bà đã đoán được trước việc này Tao tới đây để cứu thằng Đức Không phải để chơi mấy cái trò này Nhưng mày đã phạm không phạm cái gì cả Chẳng qua nó cũng chỉ là bụi cây thôi Chẳng có gì hết đâu Hoàng ngước nhìn sang bên kia Còn bà, mau mau cứu thằng Đức đi Số mạng tôi, tôi không muốn ai quyết định cả Tôi chất chân người Biết trước nay tính thằng Hoàng vẫn liều lĩnh Không thích bị người khác túm mũi Nhưng mà tôi không ngờ nó lại làm như vậy Đây là chuyện liên quan tới tính mạng cơ mà Bây giờ bà băm mới lên tiếng Tao biết Tao hiểu cảm giác của mày Bà băm đưa tay cột lại búi tóc đằng sau Khi con người ta đứng trước ranh giới sự sống cái chết Khi mà tính mạng con người Chỉ được quyết định trong một giây thôi Thì chẳng ai muốn tính mạng mình Được quyết định bởi sự may rủi Bà búi tóc xong Chậm rãi đi lại phía cây ngải Hoàng cũng lùi ra xa không dám đứng gần Rồi bất ngờ bà băm quay ra Hét thật đối mất mặt tôi và Hoàng Nhưng bây giờ Cái tân xác ấy không phải do mày làm chủ nữa Mày có hiểu không? Thằng khốn Mày đã chọc giận ngài rồi Mày phạm vào nơi ngài sống Nó là tâm huyết cả đời của tao Có biết không Đó là con tao Là con tao Bà bà ta lúc này thực sự như một con ác quỷ Tóc bà rũ rượi rất ra khỏi chiếc cài Mắt bà mở to ra Trừng trừng lên như muốn ăn tươi nốt sống cả hai đứa tôi Tôi lạnh người Bà băm nói nó là con tao Là ý gì Bà cũng im đi Nhanh vào cứu bạn tôi đi Bà chúng tôi đã đội đến đây từ hôm qua mà đến bây giờ bà vẫn chưa làm gì cả Hoàng khựng lại Nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như sao của bà Năm Bà Năm bây giờ trông không khác gì Một bụng phù thủy Tao, chính tao đã giết con tao Chỉ để có được huyết ngại Thằng con tuổi dần trời đánh của tao Vậy mà chúng mày Tôi và Hoàng bước đùi lại Nhận ra sự nguy hiểm của bà Băm đang đứng trước mặt Thì ra bộ xương trắng mà bà ta nói Chính là xương đứa con ấy Bà ta giết con mình chỉ vì nó tuổi dần Có thể tạo ra huyết nhân ngãi Cái con người ấy Con người mà chúng tôi tin tưởng giao phó tính mạng Lại chính là một con quỷ độ lướt người Dự cảm thấy điều không lành Tôi nắm chặt tay Hoàng Nhưng không kịp Nó rẳng ra rồi xung mạnh bà băm xuống đất Bà đi chết đi Vừa nói nó vừa vung chân dẫm nát cây ngải Tôi bằng Hoàng nhìn mọi thứ diễn ra Nỗi sợ hãi vây kín lấy tâm trí Khiến tôi không nấc chân lên nổi Bà băm nằm dạp xuống đất Ánh mắt thù hoàn nhìn chúng tôi Rồi nhìn cái ngải vừa bị dẫm nát đi Bà gào rú như một con thú Chúng mày sẽ phải trả giá Vì những gì đã làm hôm nay Ngay lúc này tao có thể giết tụi mày Tao có thể moi gan ăn tim từng đứa một Để trả tù cho con tao Nhưng tao không làm vậy Không đáng để tao làm vậy Bà băm dừng lại cười kha khả Như một bụi điên Tao sẽ để nỗi sợ hãi dày vò tụi mày hàng đêm Cho đến chết Tao căm ghét đúc người kinh chúng mày Bắt bà long lên sòng sọc Bà băm ôm lấy những lá ngải đã nát dưới đất Màu xanh tươi của lá dần dần chuyển sang màu vàng úa Từ kẽ tay bà băm Những chất dịch máu đỏ tươi trong gân lá tuôn ra ướt đẫm cả vùng đất Cứ thế bà băm nằm đó Tôi và Hoàng biết sẽ chẳng còn gì để cứu Đức nữa Giờ nước mắt của Hoàng lăn dài trên má Buông ra một câu nói nghẹn lòng Đi thôi hãy để thằng đức được sống những phút cuối cùng bên mẹ nó đi tôi dọn tất cả đồ đạc và ba lô mẫu bức tranh của anh trần vẽ bà băm rớt xuống đất tấm kiếm khung tranh vỡ ra từ mảnh nhọn tôi còn chưa kịp định thần thì cái đinh mười treo trên tranh cũng rớt theo xuống cắm phập vào đúng giữa khuôn mặt bà băm trong mình mày nhìn đây hoang tôi chỉ vào dòng chữ hiện ra phía sau khung gỗ cả hai đứng người chết lặng dòng chữ bà phải chết Nhanh chóng gấp gọn bức tranh lại Rồi nhét vào ba lô Tôi không muốn ở lại nơi kinh khủng này thêm một giây nào nữa Tôi chạy vụt ra cửa Hoàng cõng Đức lên lưng Mà xúc lại tinh thần Rồi nói thầm bên tai Đức Đức à, tao xin lỗi Đức có lẽ đã tỉnh lại từ lâu rồi Vì tiếng thét của bà băm Nó ngẩng đầu lên, cười ngờ ngạch Như cái lần đầu tiên mà ba chúng tôi gặp nhau trong quán thét Vẫn đụ cười ấy Cách đây 4 năm đã đưa số mệnh ba chúng tôi lại gần nhau Trở thành những thằng bạn thân trí cốt coi nhau như móng mổ ruột giả và hôm nay vẫn nụ cười ấy báo hiệu cuộc chia ly kẻ âm người dương của chúng tôi tụi mày đừng có nghĩ cách cứu tao nữa hết rồi hãy để những ngày tháng cuối đời của tao được thanh tản đi đưa tao về nhà tao muốn làm việc cuối cùng cho mẹ tao giọt nước mắt một lần nữa rơi trên má của đức cả ba im lặng nhanh chóng về xe nhanh nhất có thể ba bóng người lững thững bước xuống núi hoàng ngoái lại xa xa hình ảnh căn nhà bà băm dần chìm ở trong bóng tối nó vẫn chưa thấy cái con người kinh khủng ấy tôi thấy lậm giọng khi nghĩ về việc bà ta tự giết con mình thật rùng rợn rồi một tiếng hét lớn phát ra từ phía căn nhà đó là giọng bà băm trần xuân đức mày phải trả giá vì những gì đã làm tôi và hoàng ngoái đầu lại bà băm đứng đấy tóc tai rũ rượi đằng sau bà cả căn nhà gỗ nhìn như đang long lên sòng sọc vì căm tức Đức Sao bà ta biết cả họ lẫn tên của mày Tao Tao đã từng gặp bà rồi Tụi mày đừng có hỏi nữa Mau đưa tao về đi Tao thấy mình yêu lắm rồi Không trụ được bao lâu nữa đâu Cái thứ ấy nó đã ăn tới tim tao rồi Đau lắm Đức thiếu thảo nói Và chúng tôi nhanh chóng xuống núi Vứt lại tất cả hồ nghi, thắc mắc Và cả những điều bí ẩn ở lại căn nhà ấy Chúng tôi chỉ nghĩ tới việc phải nhanh chóng đưa Đức về gặp mẹ nó Trời tĩnh lặng không một gọn gió Xe chúng tôi băng băng trên đường Đức qua mọi tiếng kêu hú hét kinh hãi vọng ra từ trong rừng Hoàng chạy xe không biết mệt Nó cứ chạy lái xe băng băng như một con thú Mắt mở to như đèn pha Sẵn sàng né mọi vật cản Cũng như các loại thú hoang băng ra từ hai bên đường Phải tới gần một giờ sáng Chúng tôi mới trở về Biên Hòa Tôi ngồi sau xe liên tục lo mồ hôi và xúc lại tinh thần cho Đức. Nó yếu quá rồi. Chiếc Camry băng băng vào hẻm, đậu ngay trước cửa nhà Đức. Mẹ nó ngồi đấy trước hiên nhà, cái mặt âu lo của bà trở nên dạng dỡ khi thấy chúng tôi. Ôi, mấy đứa đã về rồi, bạc lò quá. Bà cái ôm chầm lấy cái dáng mảnh khảnh của Đức. Con về là tốt rồi. Tôi vào Hoàng nín lặng, dìu Đức vào nhà rồi đặt nó ngồi trên chiếc ghế gỗ dài. Cả vòng trống hoắc Mẹ Đức đã bán tất cả tài sản trong nhà Để đưa Đức đi chữa trị Đức thử hắt đi Nghe đến não lòng Con về rồi Con không sao đâu Mẹ biết mà Con mẹ không sao Chàng trai cau nhỏ ngồi đấy Bỗng như hóa thành trẻ con trước mặt mẹ nó Đức ôm chặt mẹ nó bắt đầu khóc Mẹ biết Con bị bỏ ngại Mẹ biết mà Mẹ Đức ngậm ngùi Chỉ tại mẹ cố chấp thôi Tôi đến thinh, bất ngờ với những điều mà bác nói. Cậu con ngày xưa cũng chết vì ngải đấy. Hồi ấy ông ngoại con cũng cố chấp như mẹ bây giờ ấy. Ông cấm không ai được mê tín mà đem cậu đi mấy ông thầy bùa, thầy ngải. Chính mẹ hồi ấy cũng đồng tình với ông, mặc cho bà ngoại khóc lóc van xin, mong một lần được đem cậu con đi chữa. Rồi cậu con cũng chết. Mẹ cũng tự nhủ lòng rằng cậu con mất vì bạo bệnh. Và cái im lặng Dường như đã khóc hết nước mắt Hay thế mà Giờ cái tay ương ấy Nó lại đổ sập xuống gia đình mình Sao nó không giết mẹ đi Sao lại giết đứa con trai duy nhất của mẹ Giọng bảo uất ức Tôi vẫn không thể ngờ được Cái ghi gớm như vậy Nó hại chết bao nhiêu sinh mạng con người Phục vụ cho cái mục đích kê tầm của chủ nhân nó ấy thế mà bấy lâu nay Tôi cứ sống ung um dung tự tại Bên cạnh cái thế giới tầm lậm như vậy Vậy mẹ đã biết rồi Thôi mẹ đừng khóc nữa Con người ai cũng có số cả Số con tới đây cũng cạn rồi Nếu có kiếp sau Con xin nguyện được làm con của mẹ một lần nữa Hai mẹ con Đức cứ thế mà ôm nhau khóc Chúng tôi đã cố gắng tất cả những gì có thể rồi Đành để cho Đức sống những ngày cuối đời Một cách thanh thản Hai chúng tôi bỏ về Để lại khoảng không gian yên tĩnh cho mẹ con Đức Chúng tôi biết Họ vẫn còn nhiều thứ để nói với nhau Đức dành chọn sức lực Để nấu những bữa cơm cho mẹ nấu ăn Thỉnh thoảng tôi và Hoàng cũng có ăn cơm cùng mẹ con nó Những bữa cơm ấy không còn những giọt nước mắt Mà tràn đầy những tiếng cười sảng khoái Vì chúng tôi biết Ai cũng có số mệnh riêng mình Đức cầm cự được thêm vài ngày Thì sức khỏe bắt đầu kiệt quệ hẳn đi Ngày cuối đời Nó không ngừng nôn ra từng mảnh thịt nhầy nhục Đen ngòm Tân xác nó chết trong sự đau đớn Nhưng tâm hồn nó vẫn sống với sự yêu thương Nó chỉ kịp nói lời cuối cùng Hoàng Long hai đứa mày mãi mãi là bạn tao là anh em của tao đừng giả mặt vì cái chết của tao nữa hãy cố gắng sống thật tốt nhé còn nữa linh không liên quan gì đến chuyện này đừng vướng vào vòng xoáy oan oan tương báo tội lỗi lắm đấy rồi nó quay sang nhìn mẹ nó mẹ mẹ cố gắng sống khỏe mạnh nhé con trai bất hiếu đi trước đây con yêu mẹ nó nhắm mắt lại chút hơi thở cuối cùng con người ấy tốt là thế cuối cùng lại vướng vào sự báo oán của chính gia đình mình để lại. Ngày cử hành lễ chôn cất, trời mưa lâm dâm, cái đám tang của Đức ngành ngẹn người đi giữa trời mưa, tiễn đưa Đức trở về với mặt đất. Những giọt nước mắt lăn dài trên má của những người còn lại, hòa lẫn vào những giọt nước mưa mặn đắng thấm vào môi. Cuối buổi tôi bỗng bắt gặp một dáng người quen quen Đứng từ đằng xa Con người ấy cứ khoanh tay đứng nhìn Rồi biến mất trong dòng người Đi tang nùng nập ấy Hết thái tháng hè Tôi và Hoàng trở về cuộc sống đô thị ồn ào Bỏ lại những ngày tháng kinh dị giận người vừa qua đại Đức sau những tháng ngày đau khổ Cũng bỏ về quê sống với họ hàng Hoàng trở lại trường Nó bảo sẽ xin chuyển từ đại công nghiệp 4 Ở thành phố Hồ Chí Minh về biên hòa học Còn tôi dù cố gắng nhưng vẫn không thể quên những thứ kinh khủng ấy. Tôi trở lại Sài Gòn, nhiều lần cố gắng liên lạc với anh Trần nhưng đều không được. Tôi mò từ quán cà phê nơi tôi và anh Trần gặp nhau để hỏi thăm. Vì theo như trong trí nhớ của tôi, anh Trần là khách quen của quán. Ấy thế mà khi tới nơi, tôi chỉ nhận được cái lắc đầu. Họ không biết người nào như vậy cả. Tôi tìm cho đám nhân viên, cũng không thể nào kiếm ra người phục vụ bàn hôm đấy. Tôi chụp sạo khắp nơi cu Google với hàng loạt từ khóa như họa sĩ Trần. Nhưng mà tất cả đều vô vọng, không có bất cứ thông tin nào cả. Chỉ còn tờ giấy vẽ bà băm, dòng chữ đằng sau tấm tranh đã nhòa đi vì nước mưa. Trong cái ngày đưa tiễn Đức, chẳng còn gì cả. Còn người tiên Linh ấy, rồi bác Tư nữa, họ có thật sự không liên quan tới chuyện này. Cuối cùng, ai là người đã hại Đức? Thế rồi thời gian trôi đi gần đây tôi nhận được bức thư của hoàng nó viết rằng long có lẽ tao sai rồi từ ngày đức mất đi tao cảm thấy mọi thứ đều rút tung lên hôm qua tao bị tai nạn giao thông may là không sao cả Đừng xe của tao nát như sắp vụn đấy dạo này tao hay thấy đau bụng lắm tao không biết có phải những lời bà băm nói đang dần thành sự thật hay không nhưng mà tao sợ từ ngày hôm ấy chưa một ngày nào tao ngủ ngon cả cứ mỗi khi chập mắt tin những cơn áp bộng lại ùa về mà mày đừng có lo hôm rồi tao gọi điện xin phép bố mẹ tao ông bà đã đồng ý cho tao vào chùa rồi tao muốn sống phần đời còn lại ở trên chùa tao sẽ từ bỏ hết nếu có duyên thì tao và mày sẽ gặp lại nhau tao sẽ dáng sống tôi sững người khi đọc tư của hoàng mọi chuyện quả thật sẽ xảy ra nhưng nó đã chọn con đường riêng của nó tôi không thể can dự được tôi trở lại cuộc sống bon chen nơi sài gòn tôi quyết định rồi Sẽ bỏ lại quá khứ về Đức Chỉ giữ lại ký ức đẹp trong tim tôi Tôi sẽ không lao vào vòng xoáy bao oán nữa Chỉ đơn giản là cuộc sống êm đẹp Tôi lại sống như xung quanh không tồn tại một thứ gọi là ngày Các bạn thân mến Đến đây câu chuyện Ma, quỷ và ngài Cũng đã khép lại video ngày hôm nay Một câu chuyện ở trên diễn đàn VOZ và tác giả cũng đã giải thích ở phần cuối câu chuyện này là tác giả cũng có ý định viết thêm một phần thứ hai nữa là câu chuyện này sẽ mở ra một hướng hoàn toàn khác đi nhưng có thể sẽ giải thích mọi nghi vấn ở trong câu chuyện phần một này. Tuy nhiên thì mình tìm ở trên diễn đàn VOZ thì nhận thấy phần hai này đang viết dở dang. Thực ra thì đây cũng là một dạng kết thúc mở để cho mọi người có thể bàn luận và suy đoán về những khả năng kịch bản có thể xảy ra để câu chuyện càng thêm có vẻ bí ẩn hơn. Nếu các bạn cảm thấy ý nghĩa và hữu ích, có thể ủng hộ cho bí ẩn radio thông qua hướng dẫn trong phần mô tả. Hãy tham gia hội những người thích nghe chuyện ma cho dễ ngủ ở trên Facebook với hơn 1.000 thành viên và hội ngủ nghe ma.